Chương 16 Bác quân tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghĩ tới đây, cơ bác dịch sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Nếu như cơ lục nhu xảy ra chuyện gì, cơ trường xương tuyệt đối không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu Muội đâu, nàng như thế nào? May mắn Trình Phúc trả lời làm cho hắn hơi chút an tâm xuống. A Tùng đưa tới tiểu thư thủ tín, nói là hôm nay có việc, chỉ sợ hội chậm chút trở về đi, trở về. Cảm giác được sự tình càng ngày càng phức tạp cơ bác dịch lúc này cũng đem tinh thần của mình nói lên, hiện tại liệt sơn trọng thương, nhất định phải hắn đứng ra thu thập tàn cuộc. Trình Phúc cũng không phải một người tới, biết rõ cơ bác dịch bị thương tin tức, còn làm cho một cái tiểu nhị giá một chiếc xe ngựa. Cơ bác dịch cũng không có nhiều trì hoãn, lập tức đi lên, thương thế của hắn kéo gặp thời gian càng dài lại càng nghiêm trọng. Xe ngựa tại trên đường đi không ngừng sóc nảy trước, Trình Phúc cho cơ bác dịch bã hết mạch sau, lông mày vẫn không có buông ra qua. Hữu tay đè chặt cơ bác dịch ngực, đem một cổ ôn hòa thuần chính chân khí đưa vào trấn phong này hai đạo âm độc hàng khí. Cùng lúc đó, cơ bác dịch chân khí của mình cũng bị phong tỏa trong đan điền. Dịch thiểu gia, lão hữu hiện tại dùng của mình trường xuân chân khí phong tỏa này hai đạo hàng khí, bất quá này hàng khí thuộc tính quỷ dị, tại trong thời gian ngắn đã cùng thiếu gia bản thân bộ phận khí huyết chân khí dung hợp làm một, không cách nào dùng thường quy thủ đoạn khu trục hiện tại cũng chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể ngăn cản nó lớn mạnh cảm giác được trong kinh mạch không không đảng đảng, toàn thân suy yếu vô lực cơ bác dịch cười khổ một tiếng không nói thêm gì ta hiểu rõ trình bá ngươi là hạnh lâm cao thủ đối với ta làm như vậy nhất định là phương pháp tốt nhất ta tin tưởng ngươi nghe xong cơ bác dịch những lời này trình phúc mày nhíu lại chặt hơn một tiếng có chút thở dài theo trong xe ngựa truyền ra tuy nhiên phía dưới mà nói hắn không có nói ra, nhưng là dùng cơ bác dịch thông minh tài trí, khẳng định nghĩ tới. Nếu như tại chân khí của hắn phong tỏa mất đi hiệu lực trước còn không tìm ra khu trục hàng khí phương pháp, như vậy cũng chỉ có tự phế công lực, đem cùng hàng khí dung hợp bộ phận khí huyết chân khí chém tới, dùng cái này đến bảo trụ một cái tánh mạng. Xích huyện thần châu trên, tuy nhiên thế gia cùng bình dân địa vị cách biệt một trời, nhưng là tại bên trong thế gia, vì địa vị tài nguyên quyền lợi, đều muốn không ngừng tranh đoạt. Mà tranh đoạt lo lắng chính là tự thân vũ lực cùng với trí lực. Nói cho cùng, thế giới này còn là dùng lực xưng tôn, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, coi như là một người ngu ngốc, cũng sẽ có người đem ngươi đương đại gia đồng dạng cung trước. Nhưng là nếu như ngươi không có có võ công, coi như là tài trí nghịch thiên, cũng chỉ là cả đời làm cho người ta làm xuống tay dự đoán tử. Dùng cơ bác dịch tự ngạo, làm sao có thể hội tự phế công lực nếu như hắn thật sự làm như vậy, như vậy tại cơ gia hắn tự thật không có chút nào địa vị, chỉ sợ liền một cái bình dân cũng không bằng. Tại trình phúc mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu bên trong, cơ bác dịch đi tới cơ gia tại Giang Đô Thành trong đại bản doanh. Cơ gia tại Giang Đô Thành sản nghiệp tổng cộng chia làm hai bộ phận, tiệm thuốc y quán cùng binh khí khoáng thạch, trước kia cái này hai bộ phận phân biệt đường về phúc cùng hầu lộ trong năm, nhưng là từ liệt sơn đến đây sau, hai người tự thanh nhàn rỗi quân thần cắt là tiệm thuốc tổng trải lấy ý tại quân thần hỗ trợ là cả giang đô thành số một số hai đại tiệm thuốc đi ra xe ngựa tự chứng kiến ba tầng lâu cao tiêu chí tính kiến trúc cơ bác dịch cùng trịnh phúc hai người không làm kinh động bất luận kẻ nào từ cửa sau tiến vào trong đó tại quân thần cắt đằng sau là một cái thanh tịnh rộng lớn tứ hợp viện tại nơi này ở lại trước cơ gia tại giang đô thành đem gần một nửa nhân thủ dịch thiểu gia ngài đã tới tuy nhiên cơ bác dịch không thường nhưng là người ở chỗ này lại đều biết hắn cái này trên danh nghĩa một tay không người nào dám thiêu đâm mà ngay cả liệt sơn những kia thủ hạ đã ở không tình nguyện bên trong cho hắn hành lễ mang ta đi nhìn xem liệt quản gia cơ bác dịch nói cho hết lời trình phúc thì ở phía trước dẫn đường tại trung tâm lớn nhất trong phòng hắn gặp được liệt sơn chỉ thấy nguyên bản hăng hái trước mắt hồng quan liệt sơn hiện tại sắc mặt tái nhợt toàn thân tiều tụy một bức bệnh nguy kịch bộ dạng. Trình Bá, liệt quản gia thương thế tình huống như thế nào, khi nào thì có thể tỉnh lại? Nghe xong cơ bác dịch bao hàm quan tâm câu hỏi, Trình Phúc trong ánh mắt dị sắc hiện lên, thành thành thật thật trả lời. Liệt quản gia là vì mất máu quá nhiều, trong cơ thể khí huyết không đủ, lại thêm thân thể bên xương cốt vỡ vụn, chân khí mất hết, muốn tỉnh lại chỉ có thể đủ rồi dựa vào hắn tự thân nghị lực. Ai, là ai như vậy lòng dạ ác độc a? À? Cơ bác dịch sau khi nghe, vẻ mặt đại hận, một cái tác vung tại bên người trên mặt bàn. Lại đã quên hiện tại chính mình cũng không có thể vận dụng chân khí, không cách nào đập toái cái bàn cũng biểu hiện tự thân phẫn hận, ngược lại tại bằng một tiếng vang lớn sau, cảm giác được tay của mình cốt kịch liệt đau nhất. Bất quá đang diễn trò thu mua nhân tâm phương diện, cơ bác dịch có rất nhiều một tay, lập tức ra sức tác động tự thân thương thế, nhổ ra một ngụm máu tươi để biểu hiện hắn cũng không dễ dàng dịch thiểu gia, ngươi đừng nổi giận, ngươi hôm nay cũng bị người phục kích, thương thế không nhẹ, nếu như không hảo hảo tỉnh dưỡng mà nói, chỉ sợ hồi rơi xuống bệnh căn tự A. À. Trình Phúc rất là phối hợp vẻ mặt lo lắng, làm cho cơ bác dịch không khỏi ở trong lòng tán thưởng hắn. Một phen sách giáo khoa loại đối thoại diễn trò sau, liệt sơn thủ hạ đối với cơ bác dịch người thiếu gia này hảo cảm độ lập tức theo căm thù thăng lên đến còn có thể trình độ. Liệt quản gia thù nhất định phải báo trình bá, đem người phía dưới toàn bộ phái đi ra, điều tra tin tức, cho ta đi tìm hiểu hôm nay liệt quản gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liệt sơn hôn mê, hiện tại cơ gia đương nhiên là cơ bác dịch làm chủ, hắn phát hạ mệnh lệnh, không có ai cãi lời, mà ngay cả liệt sơn thủ hạ cũng đều vui vẻ lĩnh mệnh, bọn họ là rất muốn nhất vi liệt sơn báo thù. Đúng rồi, trình bá, cho ta cầm giấy và bút mực, ta tự mình cho phụ thân ghi một phong thư, nói cho hắn biết tình huống nơi này, hướng hắn xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm như thế nào đang suy nghĩ khi đến mặt khẳng định có cơ trường xương nhãn tuyến cơ bác dịch có thể nói là làm một cái nguyên bộ đùa giỡn đem tư thái của mình bày cực thấp liệt sơn trọng thương làm cho kế hoạch của hắn trong nháy mắt đi tới một bước dài bất quá căng cơ không ổn cần hoa nhiều thời gian hơn đi củng cố đây hết thảy đều cần cơ trường xương ngầm đồng ý ít nhất không phản đối cơ bác dịch đem sự tình phân phó xuống dưới sau lại để cho Trình Phúc cho rời đi Giang Đô thành hậu lộ phát tin tức, làm cho hắn tốc độ cao nhất gấp trở về. Mà ngay cả Liệt Sơn đều bị thương, cơ bác dịch cảm giác được bên cạnh mình lực lượng không đủ dùng. Bằng vào Trình Phúc một người, đối phương đến đây, thật đúng là không đủ xem. Cứ như vậy tử cơ bác dịch tại này tứ hợp viện bên trong, đem Liệt Sơn trọng thương sau lưu lại loạn cục thu thập sạch sẽ, ngắn ngủi một cái buổi chiều, hắn bày ra phong độ tài hoa làm cho tất cả mọi người thật lòng khâm phục. Liệt Sơn cái này cơ gia tại Giang Đô thành đại quản gia trọng thương hôn mê tin tức căn bản là mang không ngừng, không ít người đều đang chờ tại chế dễu, nếu như có thể, thuận tiện chiếm đoạt cơ gia tại Giang Đô thành sản nghiệp. Nhưng là tại cơ bác dịch dưới sự chủ trì, quân thần các cùng thiên thạch trải hai nhà này cửa hàng không có chút nào bối rối, đợi đến buổi tối, một số người chuẩn bị thử thời điểm, hầu lộ đã trở lại, Trước kia Liệt Sơn không có tới thời điểm, Trình Phúc cùng Hầu Lộ hai người là có thể trấn áp cục diện, hiện tại tự nhiên cũng không kém, chẳng qua là về tới từ trước mà thôi. Nhưng là tại giờ dậu thời điểm, cơ bác dịch còn là không thể tránh khỏi có điểm sốt ruột, bởi vì Cơ Lục Nhu vẫn chưa về. Dịch Thiểu gia tìm được rồi, tiểu thư tại cầu hỷ thức bên kia, cùng một người nam tử cùng một chỗ. Vừa lúc đó, một người trung niên hán tử đầu đầy mồ hôi đi tới đến đối với cơ bác dịch báo cáo. Sau khi nghe xong, Trình Phúc cùng hầu lộ hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Một cái cô nương gia, đến buổi tối vẫn chưa về nhà, hơn nữa là cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ, truyền đi, thanh danh chắc chắn sẽ không dễ nghe. Đi, ta lại muốn nhìn nam tử này là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể đem tiểu mùi mê được như thế thần hồn điên đảo. Cơ bác dịch mặc dù nói lời nói giọng đều bình thản, nhưng là ai cũng nghe ra trong đó ẩn chứa tức giận. Lo lắng đến an toàn vấn đề, Trình Phúc cùng hầu lộ hai người đều đi theo hắn đi, liệt sơn ví dụ phía trước, bọn họ cũng không dám bỏ mặt cơ bác dịch một người ra ngoài. Cầu hỷ thước là giang đô trong thành phi thường nổi danh một cái phong cảnh nơi, trong đó thanh hà một cái nhánh sông sỏ xuyên qua giang đô thành, ở phía trên có vô số cầu, cầu hỷ thước chính là trong đó nổi danh nhất. Tại kiều hai bờ sông đều là văn nhân nhã sĩ thích nhất tụ tập nơi, cầm kỳ thư họa giấy và bút mực cửa hàng mọi thứ đều đủ có danh khí nhất còn là thư sinh các tiểu thư trong lúc đó thi từ câu đối đợi cho cơ bác dịch đuổi tới sau sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới nhưng là tại cầu hỷ thước hai bờ sông sáng lên vô số hoa đăng đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày vậy ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hôn ám trên bầu trời trăng tròn treo cao nhu hòa yên tĩnh nguyệt quang rơi làm cho cơ bác dịch giật mình nguyên lai like hôm nay là trung thu a trong nội tâm thở dài một tiếng, bất tri bất giác trong lúc đó, khơi gợi lên suy nghĩ của hắn. Nhưng tự tại trình phúc lo lắng thời điểm, cơ bác dịch cũng đã thu hồi của mình tạp niệm, đến hắn cái này địa vị, đã không có thời gian đi vi loại vật này hao tâm tổn trí tư. Vì chính hắn, hoặc là nói là cùng hắn đứng chung một chỗ lợi ích đoàn đội, nhất định phải không ngừng đi tới leo, mãi cho đến đỉnh phong vị trí. Mà trong đó, cơ lục nhu là hắn tuyệt đối không thể thiếu mất cắt. Trung thu ngày hội, vô số thư sinh tại tử giai nhân vào hôm nay cầu hỷ thước nghĩ biết, quang minh chính đã giúp nhau thông đồng. Ít nhất cơ bác dịch liếc nghiêng mắt nhìn đi, thấy được không ít bắt đầu tinh viện người cật nhã cùng một ít tướng mạo mỹ lệ nữ tử tán tỉnh. Trên mặt sông, vô số hoa đăng theo nước chảy không ngừng lưu động, lần lượt tịch mịch nam nữ tại bên cạnh bờ chờ hoa đăng đến. Tại ở giữa nhất một ít tòa liên tiếp hai bờ sông trên cầu đá, huyền bày đặt lần lượt tinh xảo hoa đăng một người mặc thanh sam công tử ca đứng ở phía trên, cầm lấy một chén hoa đăng, lớn tiếng đọc lên phía trên câu đố. Đây là tần phương hoa tiểu thư hoa đăng, là một đạo đố chữ, thỉnh các vị nghe kỹ. Thanh sam công tử sau khi nói xong, người ở chỗ này đều có chút quanh động. Tần phương hoa danh đầu cơ bác dịch cũng đã được nghe nói, cũng là giang đô trong thành nổi danh một mỹ nữ. Đề mục rất đơn giản, là ba chữ, bác quân tử biết đến bằng hữu thỉnh lớn tiếng nói ra, nếu như đáp án là đúng, cái này hoa đăng chính là của ngươi. Cơ bác dịch sau khi nghe, nhìn xem người chung quanh đều cau mày khổ tư, khinh thường nở nụ cười, sau đó hướng về bốn phía dò xét, hy vọng có thể tìm được cơ lục nhu thân ảnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17 Tái kiến tiêu thất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Câu hỷ thước phía trên những này đa dạng cơ bác dịch cũng không phải là không có nghe nói qua. Một ít nhàm chán nam nữ dùng để ước hội lấy cớ, tự giữ mỹ mạo tiểu thư các hoa khôi hội đem của mình liên lạc địa chỉ ghi tại hoa đăng trên, nếu có người đáp ra các nàng câu đố, là có thể có cơ hội nhất thân phương trạch. Nói cho cùng, còn là tịch mịch nam nữ hẹn pháo xiết, chỉ là phóng trên một cái cao nhã lấy cớ mà thôi. Chỉ có điều, có thể được mọi người tín nhiệm, trên cầu hỷ thước chủ trì cái này tiết một người, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Cơ bác dịch đi vào nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia thanh sam nam tử tuy nhiên diện một bình thường, nhưng lại đều có một cổ linh tú, khóe miệng treo lên mỉm cười cho thấy tự tin của hắn. Mặt tuy nhiên cũng không hoa lệ, lại sạch sẽ sạch sẽ, hiển nhiên không phải thế gia đệ tử cũng không phải bình thường bình dân, như vậy còn lại tự chỉ có một giải thích. Xuân Thu Thư Viện Người Sao mặc dù là nghi vấn giọng điệu nhưng là cơ bác dịch cũng đã xác định trên cầu nhân thân phần là sáu học sinh vị nào đâu kim thạch tuyền hòa văn tư yến vô trần lợi kính thủ phòng ngôn tri cũng hoặc là hướng thanh trì tự tại cơ bác dịch mọi nơi suy tư nhìn quanh thời điểm đã có người đoán được câu đố khương chữ vừa nói ra cầu hỷ thước trên thanh sam nam tử cổ tây rung lên hoa đăng ở không trung kéo dài qua vài chục trượng chuẩn xác đạt tới lên tiếng nhân diện trước một ít vừa người tới thấy như vậy một màn ầm ầm trầm trồ khen ngợi theo người chung quanh ồn ào trong tiếng cơ bác dịch biết rằng xác nhận thanh sam nam tử thân phận yến vô trần đích thật là vương túc đệ tử một trong bất quá đối với này cơ bác dịch cũng không có nhiều hơn để ý hôm nay chỉ là vì đem cơ lục nhu mang về sau đó làm cho nàng biết rõ nàng đời này đều khó có khả năng gả cho bình dân nhưng vừa lúc đó cơ bác dịch thấy được một cái quen thuộc trước mặt khổng làm cho hắn vô ý thức núp vào. Người này như thế nào cũng tới. Nhìn xem tiêu thất khí phách bên cạnh rò chiếm cứ bờ bên kia một gian tử lâu cả lầu hai, cờ bác dịch cảm giác được mình tốt lắm bị thương thế lại đau. May mắn tiêu thất tinh lực toàn bộ đều đặt ở cầu hỷ thước trên yến vô trận trên người, tay trái không kiên nhẫn vuốt vuốt bên hông kim sắc loan đao, giống như đang chờ cái gì dường như. Đối với này kiện pháp khí uy lực lòng còn sợ hãi cơ bác dịch lập tức vượt qua đám người, đi tới Trình Phúc bên người. Dịch thiểu gia, tìm được rồi sao? Trình Phúc nhìn thấy cơ bác dịch như thế vội vàng bộ dạng, không khỏi mừng rỡ. Không có, thấy được tiêu thất, trước đừng, chúng ta lên lầu, từ phía trên tìm tương đối khá. Cơ bác dịch nói cho hết lời, tự dẫn đầu hướng về một nhà nhìn về phía trên phi thường xa hoa tử lâu đi đến. Một ít bình thường đã sớm kín người hết chỗ, cũng chỉ có những này có thân phận hạn chế tử lâu, mới có thể có phòng trống. Vị công tử này, không có ý tứ, lầu ba phòng đầy, ngươi nếu nguyện ý mà nói, tiểu nhân tại lầu hai cho ngươi ra một bàn. Nghe xong tiểu nhị mà nói, cờ bác dịch không khỏi nhướng mày, dựa vào thân phận của hắn, còn thật không có cùng người khác cùng một chỗ chen chút được thói quen. Không thể không nói, vài chục năm hữu bài sinh hoạt, làm cho hắn triệt để đọa lạc rồi. Tự tại hắn chuẩn bị một lần nữa tìm một nhà thời điểm, thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu nhị, vị này là bằng hữu của ta, dẫn hắn đi lên. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhan hồi cật nhã đứng ở lầu ba đầu hành lang, đối với cơ bác dịch đắc ý vẫy vẫy tay. Không có bất kỳ nói nhảm, cơ bác dịch mang theo trình phúc lên lầu ba, đi theo nhan hồi vào phòng, trong đó đương nhiên không phải hắn một người người. Nhan Nguyên cùng lôi thanh lâm thấy hắn tiến đến đánh cái bắt chuyện, còn đối với trình phúc hỏi thanh hảo. Dịch thiểu gia, lão hủ xuống dưới tiếp tục tìm tìm, ngươi cùng hai vị nhan công tử, lôi công tử chậm rãi trò chuyện. Trình Phúc rất có nhãn lực kình cáo lui, tuy nhiên nhan quyền ba người đối với hắn rất tôn kính, nhưng là nếu như hắn thật sự ở lại trong bao gian, nhất định sẽ tạo thành nhất định tẻ ngắt. Người tuổi trẻ trong lúc đó, cắm vào một cái người già, loại này bầu không khí có thể nghĩ. Cơ bác dịch cũng không có cự tuyệt, dù sao có nhan uyên tại, coi như là tả khâu tố tố cũng không nhất định có thể làm bị thương hắn, huống chi là tiêu thất. Cơ nhị bác, ngươi tới vừa vặn, đợi tí nữa tự báo thù cho ngươi, xem chúng ta như thế nào làm cho tiêu thất tên kia xuống đài không được. Lôi thanh lâm tại trình phúc một sau khi đi, lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng nói, hắn là không nín được lời nói người A. À. Các ngươi định làm như thế nào? Đại cơ bác dịch đặt câu hỏi sau, nhan hồi rất là đắc ý đông đưa quạt xếp trung đùi đắc ý, đem mình hôm nay kế hoạch nói một lần. Tiêu thất cái kia bại hoại vẫn muốn muốn ngồi cầm thấm tiểu thư nhập mạng chi tân. Trước đó lần thứ nhất chúng ta cũng là bởi vì cùng hắn đoạt cầm thấm tiểu thư mới bị hắn tại thanh trên sông đuổi theo đánh. Lúc này đây cầu hỷ thức hội đèn lồng, thanh trên sông nổi danh vài cái hoa khôi đều đến đây, trong đó có cầm thấm tiểu thư, chỉ cần chúng ta tại lúc trước hắn đem hoa đăng nắm bắt tới tay, khẳng định tức chết hắn. Nhan hồi sau khi nói xong, dương dương đắc ý chờ cơ bác dịch khen ngợi, nhưng là cuối cùng chỉ là được đến một cái vô lực ánh mắt người đó là cái gì ánh mắt a à? đây chính là đại gia ta nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được báo thù kế hoạch chứng kiến cơ bác dịch ánh mắt trong nháy mắt nhàn hội bạo phát nhàn huynh ngươi không muốn nói cho ta chính là vì loại này tranh giành tình nhân việc nhỏ đặc biệt tới a à? nghe xong cơ bác dịch mà nói sau nhàn nguyên cảm giác được một hồi xấu hổ hắn là không lây chuyển được nhà mình đệ đệ đã thỉnh cầu đến trợ trận dùng tiêu thất tính tình nếu như thật sự bị nhan hội thực hiện được cuối cùng không thiếu được đao binh cùng hướng không có hắn ở đây thật đúng là ép không được ai cùng các ngươi so sánh với ta thật sự là thành thục không được a à? chỉ có tại cái thời điểm này cơ bác dịch mới cảm giác được mình lớn lên đối với tranh giành tình nhân loại chuyện này cảm giác được từng đợt ngây thơ cắt đây chính là vì báo thù cho ngươi lôi thanh lâm mà nói làm cho cơ bác dịch một hồi khinh khỉnh phản bác một câu làm cho hắn không cách nào trả lời mà nói. Nếu như mình thù đều muốn người khác tới báo, còn sống sẽ không có động lực. Đừng nói nhảm nữa, lập tức tới ngay, đến lúc đó thúc đẩy đầu óc của các ngươi, đem đáp án nghĩ ra được, huynh đệ mặt mũi lúc này đây toàn bộ đều ngăn ở trên tay các ngươi. Một mực chú ý trước cầu hỷ thước trên yến vô trần nhang hồi chứng kiến một đóa tinh xảo phấn bạch hoa đăng sau, lập tức la lớn. Mà ở bờ bên kia, tiêu thất thanh âm cũng kiêu ngạo vang lên. Nếu ai lấy được cầm thấm tiểu thư hoa đăng, thất công tử ta xuất thiên lượng hoàng kim mua xuống, nếu ai không để cho ta, vậy thì chờ trước phơi thay thanh giang A. Giọng điều chi kiêu ngạo bá đạo, làm cho người ở chỗ này đều phi thường không cam lòng, nhưng là đợi trong chốc lát đều không có người đi ra phản bác, nhượng nhan hồi phi thường khó chịu, vì vậy hắn mở miệng. Tiêu thất, hôm nay cầm thấm tiểu thư nhất định cùng bản công tử cùng đêm xuân, ngươi lăng đi ngủ của ngươi thanh giang nước sông A. Những lời này đi ra, cầu hỷ thước bên cạnh người cũng bắt đầu sôi trào, bọn họ không nói lời nào là vì không thể trêu vào. Mà nhan hồi đã dám nói lời nói, vậy thì tỏ vẻ hắn không sợ tiêu thất, hoặc là nói đúng không sợ lăng lăng tiêu thị. Thư sinh nghèo, ngươi muốn chết. Tiêu thất sau khi nghe, giận tím mặt, trực tiếp chính là cua lấy trong tay một bầu rượu quán chú thực kình ném tới. Tiếng trích trung, giống như một đạo phong duệ kiếm khí vậy hướng về nhan hồi duỗi ra đầu cửa sổ đập tới. Ca, cứu mạng. Nhan hồi lập tức lùi về đầu hô to một tiếng, nhan quyên bất đắc dĩ bổ ra một chưởng, mình mông cuồng cuồng tử khí thoáng hiện, giống như phủ nhận đồng dạng đem bầu rượu ngăn lại, chém nát. Hai vị, không cần phải gấp gáp như vậy, tại hạ còn không có nói câu đố đâu, đợi cho có người đoán sau khi đi ra, hai vị tại phân cái thắng bại như thế nào tự tại tiêu thất tiếp theo ném ra thứ hai bầu rượu sau, một đạo thanh sắc chân khí giống như theo rời dây cung mũi tên nhọn vậy cầu hỷ thước trên yến vô trần đầu ngón tay bắn ra ra, sớm cản lại rượu rồi bình. Hảo, thất công tử ta cũng không tin, sẽ thua bởi ngươi cái này thư sinh nghèo. Tiêu thất biết rõ bằng trình độ của người của mình, nếu như không cần trên loan đao, chỉ sợ liền cùng nhan uyên giao thủ cơ hội đều không có, thì thừa dịp cái này dưới bậc thang đến đây. Nhan hồi cũng không có lại tổn hại hắn, mà là hết sức chăm chú nghe đề mục. Thật sự là xảo, lại là một chữ câu đố, các vị nghe kỹ, đây là bạch cầm thuyền cầm thấm tiểu thư hoa đăng, đề mục là Bán sơ lục trúc tay về gặp Yến vô trần nhìn thấy tiêu thất cùng nhan hội an tỉnh lại, cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp liền đem câu đố nói ra Thanh Giang làm Giang Đô thành lớn nhất pháo hoa nơi, tự nhiên có không ít tuyệt thế giai nhân. Trong đó cầm thấm chính là đỉnh tim vài cái hoa khôi một trong, được xưng ti trúc không rảnh. Không chỉ là tiếng đàn mỹ diệu, càng đại biểu cho nàng toàn thân bóng loáng không rảnh da thịt. Từng cái cùng nàng cùng đêm xuân mọi người hy vọng có thể chết ở nàng bằng phẳng trên bụng, đáng tiếc a, à, có thể tại bạch cầm trên thuyền vượt qua một đêm mọi người là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không cần phải nói là chết ở nàng trên bụng. Cái đề mục này vừa ra tới, người ở chỗ này đều là khẩn cấp thúc đẩy cân não, hy vọng có thể cái thứ nhất giải đi ra, tuy nhiên tại tiêu thất cùng nhan hồi nhìn chầm chầm như hổ đói sau không nhất định có thể bắt được hoa đăng, nhưng là trong đáy lòng vẫn có chút chờ mong. Bán sơ lục trút tay về gặp, không phải là một cái, lãm chữ ư. Cơ bác dịch chỉ là hơi chút giật giật đầu óc, tự nghĩ tới đáp án, mặc dù đối với tại loại hành vi này rất khinh bỉ, nhưng là dù sao cũng là bằng hữu của mình, lúc này không giúp đỡ, chỉ sợ sẽ bị nén giận cả đời. Không sai, chính là lãm, yến vô trần, vội vàng đem hoa đăng tống tới. Nghe xong cơ bác dịch đáp án sau, đang tại trầm tư suy nghĩ nhang hồi mừng rỡ, lập tức đem đầu của mình duỗi ra ngoài cửa sổ, đối với cầu hỷ thước trên yến vô trần ngoắt. Hảo, trên lầu bằng hữu, tiếp tốt lắm. Yến vô trần có thể tại cầu hỷ thước trên, tự tỏ vẻ nhân phẩm của hắn vẫn phải là đến đại bộ phận người tán thành. Tại cơ bác dịch nói ra đáp án sau, không có bất kỳ kéo dài, liền đem hoa đăng ném tới chết tiệt thư sinh nghèo, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Thất không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp rút ra loan đao của mình, một đạo cự đại hoàng kim đao khí tại hoa đăng còn không có đến đây thời điểm bổ về phía nhang hội chỗ cửa sổ. Lúc này, không cần nhang hội mời đến, nhang Uyên tượng nhảy ra ngoài tiếp nhận. Trong nháy mắt, phản phất có một cái màu tím thái dương xuất hiện ở không trung, đem nguyên bản bởi vì trăng sáng mà buông xuống đêm tối khu trục không còn một mảnh cự đại hoàng kim đao khí còn chưa kịp chặt bỏ, đã bị một đạo mênh mông cùng cùng tử khí cuốn lấy, vò nát. Nhưng vừa lúc đó, tiêu thất trong tay loan đao liên tục chém ra bảy đao, tạo thành một cái cự đại đao võng hướng về giữa không trung nhan uyên biến thành tử nhật bao phủ mà đi. Khai dương Hét lớn một tiếng, nhan uyên quanh thân tử khí tăng vọt, đem bảy đạo đao khí bị đâm cho nát bấy. Nhưng là lúc này, tiêu thất lại mở miệng. Thư sinh nghèo hán ca, hôm nay lão tử bảy đao đã xuất, ngươi toàn bộ tiếp nhận, coi như ngươi vận khí tốt, tạm tha qua ngươi lần này. Vừa mới bắt đầu nhang hồi còn không có kịp phản ứng, nhưng là lập tức chửi ầm lên đứng lên. Bởi vì tiêu thất thừa dịp mọi người không đủ để thời điểm, đem cầm thấm này đóa phấn bạch hoa đang chém vào nát bấy. Hắn không chiếm được, cũng không có nhượng nhang hồi được đến. Nhàm chán. Tự tại cơ bác dịch lắc đầu, chuẩn bị xuống dưới tiếp tục tìm cơ lục nhu thời điểm, Yến Vô Trần lại cầm lấy một cái lam bạch sắc hoa đang nói ra. Cái này một đóa là cơ gia lục nhu tiểu thư. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18 Quan Tinh Đài Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe được câu này cơ bác dịch trực tiếp sắc mặt đều đen, dựa vào hắn bảo thủ tính cách, thật đúng là không cách nào tiếp nhận mùi muội của mình làm ra việc như thế hắn còn không có được và ngăn cản yến vô trần cũng đã đem câu đố hô lên bạch ngọc vô hà hoàng ít hay tại tất cả mọi người không có phản ứng đến đây thời điểm hai thanh âm cũng đã đồng thời vang lên không khỏi làm người ở chỗ này đều cho rằng cái này câu đố cũng quá không có nước chuẩn đi mà ngay cả trốn ở một bên cơ lục nhu đều có điểm không quá tự tin cái này câu đố nàng chính là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến tự cho là có thể làm khó tất cả mọi người đồng thời dùng để đo đạt thoáng cái hướng thanh trì tài trí. Nữ hai tử chính là như vậy, tức yêu mến ra nàng đề khảo nghiệm nam nhân, rồi lại hy vọng nam nhân của mình có thể đem đề mục giải đi ra. Mà các nàng tối hưởng thụ đúng là nam nhân loại đó khốn khổ biểu lộ, sau đó tại của nàng nhắc nhở phía dưới vạch trần đáp án mừng rỡ. Nhưng là hiển nhiên cơ Lục Nhu đánh giá cao trí tuệ của mình, đề mục của nàng vừa ra tới đã bị hai người nói ra nếu như không phải còn có một chút người không có có tâm tư đi tranh chỉ sợ hôm nay tai họa không ít cái này khả xảo hai vị cùng một thời gian cấp ra đáp án nhưng tại hạ rất là khó xử a à, rốt cuộc nên đưa cho ai đâu yến vô trần trên mặt xuất hiện phiền não biểu lộ trong tay lam bạch sắc hoa đăng nhẹ nhẹ đặt ở cầu hỷ thước trên hiển nhiên đang đợi hai người trả lời không biết là vị ấy huynh đài tại hạ xuân thu học viện hướng thanh trì có thể cho cái mặt mũi sau này tất có thâm tạ trên lầu cơ bác dịch nghe được câu này sau ánh mắt không tự chủ được dời đi qua chỉ thấy được tại bên cạnh bờ một cái trong đình ngồi ở một cái tuấn tú thư sinh một thân trắng thuần trường bào có vẻ hắn nổi bật bất phàm bán cùng không sai bởi vì cự ly xa xôi cho nên cơ bác dịch cùng hướng thanh trì lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải rõ ràng lại thêm do nguyên nhân nào đó cơ bác dịch không có cự tuyệt có thể nghe được hai chữ này sau không chỉ là hướng thanh trì mà ngay cả nhan hội bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Người khác không biết, bọn họ còn không rõ ràng lắm ư, ừ, cơ lục nhu cái nha đầu này chính là một mực bị cơ bác dịch trở thành trong lòng của mình thịt làm sao có thể buông tay làm cho nàng nhập hổ khẩu. Tại nhan hội cái này tư tưởng không đứng đắn người xem ra, như vậy ban đêm, một nam một nữ ước hội, ngoài trừ loại đó sự tình, còn có cái gì đâu. Cơ bác dịch cái này ca ca hẳn là bỗng đánh uyên ương nhân vật, như thế nào đơn giản như vậy để lại hai người gặp mặt đi nhị bác huynh lôi thanh lâm muốn nói điều gì bị cơ bác dịch đưa tay ngăn trở mà lúc này đây yến vô trần đã đem hoa đăng giao cho hướng thanh trì trong tay hai người đồng xuất một môn nhưng nhìn về phía trên quan hệ không được tốt lắm ta có việc cáo từ trước chứng kiến hướng thanh trì bắt được hoa đăng sau vội vàng rời đi cơ bác dịch đối với ở đây ba người cáo từ muốn hay không huynh đệ vài cái giúp ngươi đi cắt đứt tiểu tử kia chân chó. Nhan hồi ngược lại là có chút hưng phấn bộ dạng, rời nhà đi lý lâu như vậy, nhưng hắn là thật lâu không có hưởng thụ đến loại đó ăn chơi trác tán diễn xuất. Chuyện nhà của ta, các ngươi cũng đừng có tham gia, miễn cho xấu hổ. Sau khi nghe, cảm giác rất có đạo lý lôi thanh lâm kéo lại nhan hồi, cơ bác dịch nhân cơ hội kéo cửa ra, chuẩn bị xuống lầu. Lại phát hiện ngoài cửa đứng một cái diện mục thanh tú nữ tử, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng lộ ra hoàng mỹ mỉ mỉm cười. Xin hỏi là vị công tử này giải ra tiểu thư nhà ta đố chữ sao? Nhà của ngươi tiểu thư là? Cơ bác dịch hỏi một câu, tâm lý còn đang suy nghĩ trước có phải là cơ lục nhu tìm người khác tới chơi xiết. Cầm thấm. Hai chữ này vừa ra tới, cơ bác dịch biết mình suy nghĩ nhiều, nguyên lai like là đến mời hắn qua đêm. Bất quá lúc này hắn đầy trong đầu đều là cơ lục nhu, cái đó có tâm tư hơn nữa coi như là cố tình cũng vô lực. Ngươi nhận lầm người, là hắn. Xoay người đối với nhan hồi một ngón tay, cơ bác dịch tự nhiên người theo thanh tú nữ tử bên người đi qua, tư thế chi tiêu sái hào phóng, nhượng nhan hồi cảm thấy thực bạn chí cốt. Vì tiểu thư này, không sai, vạch trần cầm thấm tiểu thư đố chữ, đúng là ngọc thù lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nhân xưng ngọc diện tiểu phi long tại hạ là vậy. Xin hỏi ngươi có chuyện gì tìm ta sao? thanh tú nữ tử còn muốn tìm cơ bác dịch đang nói chuyện, nhan hồi lập tức xông lại, đối với hắn nói đúng là một nhóm lớn, đồng thời bày ra tự nhận là tối anh tuấn tư thế, mở ra trong tay mình quạt xếp, trong gió rét không ngừng kích động, một đầu tóc dài không ngừng phiêu động, lạnh rung đồng thời cố ý chỉ hiện ra tự nhận là hoàng mỹ bên mặt. Ta nghĩ, ta tìm lộn người. Thanh tú nữ tử có điểm hù đến bộ dạng, nói xong câu đó sau, trực tiếp xoay người bỏ chạy a ha 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 cáp. Lôi thanh lâm tiếng cười to truyền khắp cả gian tửu lâu, mà nhan hồi thì là trong gió hóa đá. Bên kia, dưới lầu cơ bác dịch thấy được trình phúc vẻ mặt vui vẻ, chỉ biết sự tình thành. Tìm được tiểu thư, ở phía đối diện bên cạnh gốc đối tửu lâu nào trên, hướng thanh trì bắt được hoa đăng sau, ta nhìn thấy A Tùng tiểu tử kia tại cửa sổ lắc lư. Hiện tại như thế nào? Lão hầu đi theo, đáng tin tiểu thư không lạc được nghe xong Trịnh Phúc mà nói sau, cơ bác dịch trên mặt lộ ra tiếu dung. Lúc trước hắn cũng không có dạng như vậy phân phó, bởi vì không có dự liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng là Trịnh Phúc cùng hầu lộ hai người cũng không có làm cho hắn thất vọng, trong nháy mắt tự nghĩ tới mấu chốt. Đã hầu lão đi theo tiểu mùi, chúng ta hãy cùng trước cái kia hướng thanh trị a, à, ta nghĩ muốn nhìn xem người này tính cách. Vừa rồi tuy nhiên chỉ là thô sơ giảng lược liếc nhau một cái, nhưng là cơ bác dịch lại phát hiện người này không hổ là cùng thất tinh tử một cái cấp bậc, mình rõ ràng thấy không rõ hắn sâu cạn. Dựa theo thiên phú của hắn, lại là miễn cưỡng có thể xứng đôi cơ gia. Bất quá cơ trường xương cái kia ái nữ thành si phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý nữ nhi của mình gả cho bình dân, cho dù là hắn có điểm thiên phú. Đối với cơ gia mà nói, đạo cơ phía dưới tu sĩ hoàn toàn có thể cầm tài nguyên chồng chất đi ra, có thể làm cho cơ gia khác mắc đối đại chỉ có đạo cơ hoặc là đã ngoài nhân vật. Nếu như hướng thanh trì muốn lấy cơ lục nhu, đây chính là gánh nặng đường xa A. Có trình phúc cái này, thoát thai cảnh cao thủ tại, cơ bác dịch rất là đơn giản hãy cùng trên sớm rời đi trước hướng thanh trì. Theo một hồi, cơ bác dịch phát hiện không đúng đến đây, cẩn thận quan sát sau khiến cho trình phúc ngừng lại. Hắn phát hiện chúng ta, không cần cùng đi theo. Gì? đối với cơ bác dịch phán đoán trình phúc rất là nghi hoặc đồng thời cũng biểu hiện ra không tin tại hắn xem ra hướng thanh trì còn không có tiến vào thoát thai cảnh không có khả năng phát hiện hành tung của hắn đây là hắn đối với mình tu vi tự tin không có phát hiện tiểu tử này theo vừa mở mang thủy tựu tại mang bọn ta đi vòng vèo ư trước kia là hướng về trung phố phương hướng hiện tại chúng ta chỉ sợ nhanh đến tây bắc khu hắc phố đi trải qua cơ bác dịch nhắc nhở sau Trình Phúc cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được mình nhiều như vậy năm toàn bộ đều sống đến cẩu thân lên rồi. Tiểu muội coi như là dù thế nào không hiểu chuyện, cũng không có khả năng sẽ đi Tây Bắc khu, huống chi là xú danh chiêu trước hát phố. Dịch thiểu gia, chúng ta đây làm sao bây giờ, có muốn hay không ta đi đem hắn chọc tới. Nghe xong đề nghị của Trình Phúc sau, cơ bác dịch lắc đầu, xoay người rời đi. Không phải còn có hầu lão ư hôm nay cơ gia nhân thủ toàn bộ đều bị cơ bác dịch phái ra tìm kiếm liệt sơn trọng thương manh mối, cho nên không đến một chén trà, đã có người đưa lên hậu lộ lưu lại tin tức. Còn có nó tin tức của hắn sao? Nhìn trước mắt vẻ mặt kiên nghị người trung niên, cơ bác dịch lơ đảng hỏi, người này là liệt sơn dòng chính, tại liệt sơn sau khi hôn mê, hắn chính là cơ bác dịch lớn nhất trở ngại. Chỉ có điều người này mặc dù đối với tại liệt sơn trung tâm, nhưng là đầu óc không linh hoạt, cơ bác dịch có đầy đủ tự tin có thể khống chế hắn. Tìm Giang Đô trong thành tất cả đại bang phái người hỗ trợ, nhưng vẫn là không có tin tức gì. Chứng kiến hắn có điểm uể oải bộ dạng, cơ bác dịch cho hắn một cái quý giá tin tức. Tại Tây Bắc khu hắc phố có một vị gọi là thanh hổ nhân sĩ, mánh khóe thông thiên, tổng hoa tiêu đường sông Đô thành bảy ban 18 đường, người có thể đi tìm hắn thử xem. Cơ bác dịch sau khi nói xong, liền mang theo trình phúc án lấy hầu lộ lưu lại ám hiệu đi. Còn lại cái kia gọi là liệt khuyết người trung niên trầm tư, đợi cho hắn đi nhìn không thấy sau, liệt khuyết đối với hắn đi phương hướng hành lễ, sau đó hướng về cả giang đô thành hắc ám nhất địa phương mà đi. Bắt đầu tinh viện ư, lục nhu cái nha đầu kia cũng không phải hồ đồ. Nhìn xem cửa ra vào A Tùng qua lại bồi hồi nhìn quanh bộ dạng, cơ bác dịch đối với nhà mình tiểu mùi khó được khoa một câu, sau đó dẫn trình phúc cùng hầu lộ hai người quan minh chính đại đi tới. Dịch thiếu, A Tùng chứng kiến cơ bác dịch trên mặt biểu lộ rất là quái dị, cuối cùng muốn hành lễ thời điểm, lại bị trình phúc điểm trúng huyệt đạo. Ngoan ngoãn tại nơi này đã một hồi, chờ ta bả lục nhu mang về lại thu thập ngươi. Nghe xong cơ bác dịch lạnh lùng mà nói, A Tùng không khỏi rùng mình một cái. Tinh viện thích hợp ước hội địa phương không nhiều lắm, phỏng chừng đang ở đó vài tòa cao nhất quan tinh đài. Cơ bác dịch nói, cước bộ không ngừng hướng về hậu viện trên núi vài tòa quan tinh đại đi đến. Bắt đầu tinh viện lịch sử đã lâu, tại Giang Đô Thành còn không có thành lập thời điểm cũng đã ở chỗ này, có thể nói hoàn toàn cũng là bởi vì bắt đầu tinh viện mới có hiện tại Giang Đô Thành phồn hoa. Cho nên tại tinh viện chiếm diện tích to lớn, làm cho Xuân Thu học viện học sinh ghen ghét trong mắt đều muốn đỏ. Dùng chính giữa tụ tinh sơn làm trung tâm, bảy tòa cao lớn kiến trúc dựa theo bắt đấu thất tinh bộ dạng thành lập, tại kiến trúc tầng cao nhất chính là chỉ có giảng sư mới có thể sử dụng cự đại quan tinh đài mặt khác tại trong học viện còn có vô số tiểu hình đại hình quan tinh đài trong đó gần với bảy đại tinh đài đúng là tại tụ tinh trên núi hai tòa tụ tinh gió núi cảnh đẹp đẽ thanh thúy lỏng loẹt giữa sườn núi trên còn có một mặt như cùng cái gương hồ nước vô số dòng suối coi đây là ngọn nguồn chảy xuống đổ vào trước dưới chân núi bắt đổ tinh viện cơ bác dịch đi đến dưới chân núi thời điểm tự thấy được đào nhi có điểm vội vàng sao động thân ảnh không hề ngoài ý muốn Tại nàng xem đến cơ bác dịch ba người thân ảnh thời điểm, kinh hãi bưng kín miệng của mình. Đào Nhi, Lục Nhu ở phía trên a. Cơ bác dịch có điểm làm điều thừa hỏi một câu, chứng kiến thị nữ bất đắc dĩ gật đầu, đột nhiên cảm giác được phản phất có người tại nhìn xem mình. Đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Mà ở hắn cúi đầu mang theo Trình Phúc cùng Hầu Lộ hai người hướng trên núi thời điểm ra đi, không có phát hiện tại Thiên Tuyền viện tầng cao nhất quan tinh đài trên một đạo thước tha thân ảnh dựng ở chỗ bóng tối, đưa hắn hết thảy hành vi thu hết vào mắt. Đã trễ thế như vậy, hắn sao biết tới nơi này, xem bộ dáng là đi hiểu rõ đài cùng ẩn nguyên đài, chẳng lẽ chuyện gần nhất chuyện cùng hắn có quan hệ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 Bắt đầu cửu hoàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xa xôi không trung trên không, thanh ngư phiêu nhiên tại một đóa mây trắng phía trên từ dưới quan sát cả gian đô thành. Đêm tối giữa thiên không, ai cũng không có để ý một đôi giống như tinh quan loại sáng chói sông đồng. Thú vị, lại có người dùng huyết tế để phá trừ bắt đầu cửu hoàng trận. Thanh ngư đem thân thể của mình tiếp tục bay vụt, không đến lập tức đã đến cao ngàn trượng không, khi hắn tinh quan trong con mắt, rõ ràng dần hiện ra cả dương châu linh mạch long khí đi về hướng. Chỉ thấy dùng giang đô thành làm trung tâm, thừa đức nghiệp lớn, thanh khi, vu hồ, thiên nhìn qua, an nhàn hưởng lạc tổng cộng 7 tòa thành trì dùng bắt đấu thất tinh phương vị xếp đặt tại Dương Châu cả vùng đất, đem trọn cái Dương Châu hơn phân nửa linh mạch long khí tụ lại đến Giang Đô Thành. Mà phun ra nuốt vào nhiều như vậy linh khí Giang Đô Thành lại không có bất kỳ khác thường. Phản phất tại thành trì hạ vô tận vực sâu, có một tấm tham lam miệng khổng lồ, đem hết thảy hết thảy đều thôn về cạn sạch. Dương Châu bắt đầu cử Hoàng trận hình như là ta thái sư phó tự mình bố hạ Cùng cả xích huyện thần Châu Long Mạch Tương liên tiếp Lại thêm phương thốn sơn những người kia động tay chân Coi như là ta cũng vậy không nhất định có thể phá vỡ Rốt cuộc là cái nào mau đầu tiểu tử như vậy có lòng tin Thanh ngư nhìn bảy cái thành trì trên không người bình thường mắt thường không thể nhận ra doanh doanh huyết quan Khóe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung Bên kia cơ bác dịch mang theo trình phúc cùng hầu lộ hai người trên tụ tinh sơn, đi đến đỉnh thời điểm, tự nghe được một câu ngán người mà nói. Thanh trì ca, như thế nào, ta tuyển địa phương không sai a à, nơi này là cả tinh viện phong cảnh chỗ tốt nhất, chúng ta tại nơi này có thể đem nửa cái gian đô thành thu hết vào mắt. Cơ bác dịch có thể để xác định, mình cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cơ lục nhu cái nha đầu kia dùng như vậy ngọt ngán giọng điệu nói với hắn. Từ ở trong lòng hắn tuôn ra một cổ ra vẻ đố kỵ cảm giác lúc, một hồi thanh nhã thanh âm vang lên, tuy nhiên chỉ nghe qua một lần, nhưng là Cơ Bác Dịch có thể nhận ra là hướng thanh trị. Nếu không lời của ngươi, ta chỉ sợ rất khó bước vào nơi này, cũng vô pháp thưởng thức được như thế cảnh đẹp, nhu Nhi, cảm ơn ngươi. Lúc này Cơ Bác Dịch thật sự là nghe không nổi nữa, tại dạng như vậy xuống dưới, hai người chỉ sợ sẽ nói ra một ít làm cho hắn càng thêm lửa giận tăng vọt mà nói mình dưỡng lâu như vậy mùi tử, cứ như vậy tử bị một cái sách nhỏ sinh đem lừa đi, coi như là cơ bác dịch dù thế nào tỉnh táo, lúc này cũng có chút thất thố. Tăng một tiếng, đem bên chân cạnh cây khô giảm đoạn, xem như cho phía trước hai người đề tỉnh một câu. Là ai? Trong đêm tối nguyên bản là yên tĩnh vô cùng, hướng thanh trì cùng cơ lục nhu hai người nói dứt lời sau chính lâm vào vô cùng ngọt ngào phấn hồng tình cảnh bên trong, lần này tiếng vang đối với bọn hắn mà nói có thể nói sấm sét giữa trời quan hoàn toàn đưa bọn họ đánh thức là ta cơ bác dịch cũng không có bất kỳ che giấu một mình đi một mình đi lên tại tụ tinh sơn tối cao đoan hai cái quan tinh đài tương đối mà đứng ở bên trái trên đài một nam một nữ hai người nắm tay ngồi ở phía trên dịch ca sao ngươi lại tới đây tối nay tinh quan sáng lạng trăng tròn nhô lên cao cơ lục nhu thoáng cái tự thấy rõ cơ bác dịch khuôn mặt có điểm thẹn thùng chần chờ buông lỏng ra cùng hướng Thanh Trì nắm tay. Ngươi cũng không nhìn một chút là thời gian gì, vẫn chưa về nhà, ta phải ra mọi người tay đi tìm ngươi, chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may. Cơ Bác Dịch cũng không có trực tiếp trách cứ nàng, mà là dùng quan tâm giọng điệu không cho Cơ Lục Nhu sinh ra phản cảm. Dịch. Cơ huynh, tại hạ hướng Thanh Trì, sự tình hôm nay đều tại ta, nếu không ta lôi kéo Nhu Nhi, nàng cũng sẽ không lưu muộn như vậy. Đã thành tiểu muội theo ta về nhà a à, phụ thân chỗ đó ngươi tự mình đi giải thích một lần a à. hướng thanh trì lời còn chưa nói hết cơ bác dịch tựu cắt đứt lời hắn nói trên mặt biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt xa cách thái độ rõ ràng dịch ca ngươi ngươi đối phụ thân nói cơ lục nhu nghe xong cơ bác dịch mà nói sau sắc mặt có điểm tái nhợt hiển nhiên nàng cũng biết chuyện này hồi có hậu quả gì không coi như là cơ trường xương dù thế nào yêu thương hắn, cũng không có khả năng ở trên loại sự tình này nhả ra. Hơn nữa, cơ trường xương tại phương diện khác lãnh khốc, làm cho hắn tất cả con cái kinh hồn tán đảm. Nếu không phụ thân cho ta biết mà nói, ta cũng không biết ngươi rõ ràng cho ta tìm mùi phu. Tốt lắm, đi về trước đi, phụ thân chỗ đó, ta sẽ nói với ngươi chuyện. Đối với cơ lục nhu, cơ bác dịch gần đây đều không có gì trọng ngữ, huynh muội tình cảm của hai người một mực đều ở tiêu chuẩn tuyến đã ngoài. Chính là Cơ lục nhu lúc này mặc dù có điểm hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là nghĩ hướng thanh trì, có điểm lo lắng nhìn về phía hắn. Nhu nhi, nay trời tối rồi, ngươi trước cùng cơ huynh trở về đi, chính ta có thể xuống dưới. Nghe xong hướng thanh trì mà nói sau, cơ bác dịch trong nội tâm cười lạnh không thôi, nhìn xem cái này bán cùng không sai nam tử, không ngừng tính toán như thế nào chặt đứt cái này điều tuyến. Hướng thanh trì tại sau khi nói xong, cơ lục nhu nhẹ gật đầu, sau đó lưu luyến đi tới cơ bác dịch bên người. Ở trong cái quá trình này, cơ bác dịch cùng hướng thanh trì con mắt lần đầu tiên chống lại. Tiểu tử này ánh mắt, rất là thuần túy, chẳng lẽ thật không có tâm tư khác. Cơ bác dịch dùng mình hơn người lịch duyệt, lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Hắn không sợ nhất đúng là những kia dụng tâm kín đáo người, bởi vì bọn hắn có nhu cầu, hắn tự có biện pháp sửa trị bọn họ nhưng nếu như là gặp gỡ loại đó toàn tâm toàn ý người sự tình chỉ sợ cũng đại điều lại một lần nữa quan sát hướng thanh trì trắng thuần trường sam tuấn tú tướng mạo mặc dù không có loại đó thế gia đệ tử quý khí lại bởi vì xuất thân xuân thu thư viện có khác một cổ thanh nhã khí độ đây là một rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm người cơ bác dịch đối hướng thanh trì hạ một cái định nghĩa nhưng là trong nội tâm tổng cảm giác có cái gì không đúng ở một phương diện khác linh giác bị che đậy đồng dạng xem ra thật sự hẳn là cẩn thận điều tra thêm hắn qua lại trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này Cơ bác dịch nhìn xem trình phúc mang theo cơ lục nhu bóng người biến mất sau không có cùng hướng thanh trì nói câu nào xoay người rời đi một màn này làm cho nguyên bản muốn nói cái gì đó hướng thanh trì xấu hổ sững sờ ngay tại chỗ dịch thiểu gia muốn ta hầu lộ theo chỗ bóng tối đi ra đối với cơ bác dịch làm một cái chém dết ánh mắt. Không cần, trở về đi, chuyện này, không đơn giản. Cơ bác dịch trong nội tâm hiện lên dự cảm mãnh liệt, cảm giác được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Sâu xa bên trong, tự hồ nắm chặt cái gì, trong sương mù, như ẩn như hiện. Tự tại cơ bác dịch đi sau, hướng thanh trì đã ở dừng lại một lúc sau xuống núi. Hắn là người thông minh, biết rõ cơ bác dịch không có khả năng yêu mến hắn, cho nên Vi để tránh cho lần nữa đụng phải, đi mặt khác một con đường. Về đến nhà sau, cơ bác dịch chiếm được một cái không được tốt lắm tin tức. À, Liệt Sơn tỉnh sao? Được đến trình phúc xác định trả lời sau, cơ bác dịch trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hắn có nói là ai thương hắn sao? Hắn nói là một con hổ. Lão hổ. Cơ bác dịch sau khi nghe, nghĩ một lát không có suy nghĩ, lắc đầu bắt đầu phân phó Trình Phúc điều nhân thủ bảo vệ cái này một tòa trang viên. Nhớ kỹ, đừng cho Lục Nhu bước ra cửa ra vào một bước, chỉ sợ tiểu thư hội náo. Trình Phúc rất là lo lắng nói, đối với cơ Lục Nhu tính tình, nhưng hắn là phi thường hiểu rõ. Lúc này không phải do hắn nói cho tất cả mọi người, nếu ai dám làm cho nàng đi ra ngoài, tự chuẩn bị cho tốt chết giác ngộ a. À. Tuy nhiên cơ Bác Dịch bình thường đối cơ Lục Nhu có điểm sủng nịch nhưng lúc này hắn lại quyết đoán cứng nhắc nâng tâm địa. Tại cơ trường xương cùng cơ lục nhu trong lúc đó, hắn còn là được chia rất rõ ràng. Là, lão hủ cái này phân phó xuống dưới. Còn có, làm cho liệt quản gia hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta sẽ đi xem hắn. Đợi cho trình phúc xuống dưới sau, cơ bác dịch có điểm buồn rầu ngồi xuống. Trong cơ thể hai đạo hàng khí tuy nhiên tạm thời cũng không có đối với hắn tạo thành càng lớn thương tổn, nhưng lại làm cho hắn tu luyện quỳ hoa bảo điển tiến độ trì hoãn chậm lại. Kỳ thật hắn cũng không phải là không có biện pháp khu trục, mộng trung chứng đạo hội đưa hắn đưa vào thích hợp nhất thế giới, làm cho hắn tìm được chữa thương phương thức. Vấn đề là hắn hiện tại cũng không dám hôn mê, ai cũng không biết lúc này đây mộng cảnh thế giới hắn hội ngừng trú vài thập niên, trong một mấu chốt thời khắc lần nữa mê mang mà nói, như vậy cả gian đô thành từ nay về sau tự thật không có hắn sự tình gì hy vọng chuyện này có thể tận mau qua tới A, à, dạng như vậy mà nói, ta mới có thời gian đi tăng lên mình. Cơ bác dịch lúc này thật sự hy vọng mình có thể đủ rồi trốn thăm Sơn Tùng Lâm, dùng mộng trung chứng đạo đại pháp làm cho mình thành vi thế giới này cao cấp nhất người sau trở ra. Nhưng là như thế này là không thực tế, võ đạo tu luyện cũng không phải là khô ngồi bế quan là có thể đơn giản tăng lên. Các loại tài nguyên linh khí không thể thiếu, không có thế lực chèo chống, căn bản tự không khả năng đến đỉnh phong. Cũng tỷ như quỳ hoa bảo điển tu luyện, nếu như không phải mình là cơ gia thiếu gia, chỉ là mỗi ngày tu luyện phải dược liệu muốn đau đầu chết. Chỉ là cũng đủ hỏa hậu nhân sâm, một chi là có thể làm cho người thường qua một năm. Mà cơ bác dịch lại là bảy ngày một chi, đợi cho công lực tinh thâm sau, nhất định phải muốn trăm năm trở lên nhân sâm, lúc kia coi như là hắn cũng muốn đau đầu may mắn muốn đạt tới trình độ kia còn có chút xa xôi làm cho hắn có thời gian có thể thu hoạch cơ gia càng nhiều tài nguyên quyền lợi tại cơ bác dịch còn đang vi thời gian của mình thế cục phiền não thời điểm dùng giang đô thành làm trung tâm tại thừa đức nghiệp lớn thanh khi vu hồ thiên nhìn qua an nhàn hưởng lạc tổng cộng bảy tòa thành trì trung cùng một thời gian đã xảy ra làm cho lòng người kinh hãi hung án ngày thứ hai giang đô thành tây khu một tiếng thét lên đem trong mê ngủ thành trì bừng tỉnh được đến báo án sau, Giang Đô thành bọn bộ khoái toàn thể xuất động, phong tỏa hiện trường. Người chết là ai? Một cái sắc mặt nghiêm túc Trung niên bộ khoái đến đây sau đó, hỏi còn đang hiện trường tìm kiếm tung tích thủ hạ. Xuân Thu học viện, phòng Ngôn Chí. Sáu học sinh một trong, Vương Túc đệ tử. Trung niên bộ khoái sau khi nghe, khiếp sợ nói, chuyện này cũng đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế phạm vi tranh thủ thời gian thông tri tổng quản đại nhân, còn có đừng cho người chết thân phận tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi, chu bộ đầu, báo án người tại sự khống chế của chúng ta trung, nhìn qua người cũng bị chúng ta thỉnh đi. Hai cái bộ khoái tại dạng như vậy lúc nói chuyện, không có phát hiện, tại bên cạnh của bọn hắn, thanh ngư thoải mái nhàn nhã quan sát người chết thi thể. Ở đây mười mấy bộ khoái trong mắt phản phất không có người này đồng dạng, làm như không thấy. Tu la giáo huyết ma ư, Thật sự là hung ác a à, đem tiểu tử này toàn thân huyết khí đều tháo nước, xem ra cái này một bả đùa không nhỏ, ta đi ra đi một chút quả nhiên là đúng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Thái Vi Thiên Cơ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đương ngày thứ hai cơ bác dịch rời dường thời điểm, phải có được cái này làm cho cả giang đô thành khiếp sợ tin tức phòng ngôn chí chết rồi, ai làm? Kỹ càng tình huống không rõ ràng lắm, bất quá có thể biết được đúng là hung thủ tu vi cao cường, tối thiểu nhất sẽ không thua ta. Nghe xong trình phúc mà nói sau, cơ bác dịch lại là nhớ tới liệt sơn. Có đầu mối gì? Quan phủ người phong tỏa tin tức, kỹ càng tình huống không được biết, nếu không người chết thân phận mang không ngừng, chỉ sợ cũng sẽ không bị chúng ta biết được. Cơ bác dịch trong mắt để lộ ra kỳ dị thần sắc. Vương Túc phản ứng như thế nào? Rất là tức giận, đã bắt đầu phát động hắn mọi người mạch, bắt đầu tra rõ chuyện này. Dùng năng lực của hắn, hẳn là rất nhanh là có thể đem hung thủ điều tra ra. Cơ bác dịch nhưng trong lòng cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy, loáng thoáng bên trong, hắn cảm thấy một hồi thời đại tranh giành khai mạc. Bởi vì Tu Vi bị đóng cửa, cho nên gần nhất khoảng thời gian này hắn chỉ có thể đủ rồi tại tinh thần phương diện dưới sự nỗ lực công phu. Được nhờ sự giúp đỡ trước kia hồn hậu trụ cột, hắn cảm giác được mình cách tiếp xúc tinh mệnh thuật chỉ còn lại có chút xíu khoảng thời gian. Cảm giác được tiến bộ của mình, cơ bác dịch đối với tinh mệnh thuật giải độc càng ngày càng có hứng thú. Bắt đầu tinh viện bình thường cũng không có trực tiếp giáo sư tinh mệnh thuật chương trình học, nhưng là bảy đại giảng sư không thể nghi ngờ đều là đạo này hảo thủ. Chỉ cần biết rằng ngươi đột phá tin tức, bọn họ sẽ trước tiên tìm tới ngươi đem sau tu luyện pháp quyết miệng truyền thụ cho ngươi. Do ở hiện tại cơ bác dịch mệnh số đơn giản không thể nhận ra, cho nên Vân Nguyễn Nhi cùng tả khâu tố tố bọn người nghĩ lầm hắn đã đến loại này cảnh giới. Tại đây thiên nghe xong giảng bài sau, Vân Nguyễn Nhi một mình đưa hắn mang đi, truyền thụ tinh mệnh thuật phương pháp tu luyện. Tinh cung trấn phái thiên công, tử vi đấu sổ, danh chấn côn hư giới, nổi tiếng, ngũ đại thần vài chi thủ, được xưng đệ nhất thiên hạ thần vài làm tin cung cấp dưới bắt đầu tin viện giáo sư chương trình học tự nhiên là nhất mạch cùng thưa. Thái vi thiên cơ là cơ bác dịch theo Vân Uyển Nhi Tây Trung được đến tin mệnh thuật. Vân sư như thế nào biết được ta đã có thể tu hành tin mệnh thuật? Đối với vấn đề này, cơ bác dịch cảm giác rất là nghi hoặc. Nguyên bản hắn tựu đang kỳ quái, dùng tả khâu tố tố năng lực, chỉ cần chịu bỏ vứt bỏ một ít thọ nguyên, hoàn toàn có thể đưa hắn tính toán đến chết. Đây cũng không phải là khích lệ, nắm giữ, tinh mệnh thuật, sau, sâu xa bên trong có thể nắm chặt tự mình mệnh số, tìm được thích hợp nhất mình tu hành con đường. Từ đó về sau chỉ cần không phải mệnh phạm thiên sát, tu luyện con đường chính là rộng lớn bình nguyên. Tuy nhiên có thể cảm giác được mình sắp nắm giữ tự mình mệnh số, lại không có loại đó bàn quan, nắm chắc tương lai cảm giác. Hiện tại Vân uyển Nhi cái này tinh viện giảng sư lại còn nói hắn cũng đã nắm giữ tinh mệnh thuật, hắn mặc dù không có ngốc đến trực tiếp giải thích, nhưng vẫn là nghĩ tất cả biện pháp bên cạnh gõ bên cạnh nghe trước kia ta liếc mắt nhìn là có thể tính ra ngươi tương lai ba ngày hòa phúc mà bây giờ nếu như không sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn cũng đã nhìn không thấu mạng của ngươi đến. nếu như không phải bản thân mình thân nắm giữ mệnh số bản năng bắt đầu cự tuyệt che giấu ngay cả có đại thần thông giả không tiếc hao phí nguyên khí che đậy thiên mệnh của ngươi nói tới chỗ này vân uyển nhi đôi mi thanh tú vi tần tổ chức một chút ngôn ngữ uyển chuyển nói. Sau một loại khả năng phải cần tu vi rất cao, các ngươi cơ gia không có ai có loại năng lực này. Sau khi nghe xong, cơ bác dịch sẽ hiểu, mặc dù nhưng cô gái đẹp này lão sư không có đem nói cho hết lời, nhưng là đằng sau ý tứ thanh thanh sở sở, dựa vào thân phận của hắn, vẫn chưa có người nào sẽ vì hắn làm loại này phí sức không được gì chuyện tình. Có lẽ là mộng trung chứng đạo ảnh hưởng A, à, đầu tiên vẫn là đem chỗ tốt chiếm lại nói. Đã suy nghĩ kỹ sau, cơ bác dịch tựu không nói thêm gì nữa, để tránh bị Vân Nguyễn Nhi nhìn ra cái gì sơ hở. Thái vi thiên cơ, là tu luyện, thái vi viên, trụ cột pháp quyết, đợi cho đêm đây là ngày lĩnh ngộ, có thể tính làm là tinh cung đệ tử nội môn. Chứng kiến cơ bác dịch chăm chú gật đầu, hơn nữa không có đánh đoạn nàng nói chuyện, Vân Nguyễn Nhi thỏa mãn bắt đầu truyền thụ. Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ khó hiểu. Đến nỗi tinh chi giới hạn, có tương ứng, hòa phúc sâu cạn nó tinh phân 42 viên, và định hồ 36 vị, nhập miếu là lạ, mất độ vi cần, đại để dùng sinh mệnh vi phúc đức gốc trễ, tiến hành căn nguyên vi cùng thông chi tư. Tinh có cùng triền, vài có phần định, tu minh nó sinh khắc chi muốn, cần phải tường hộ được viên mất độ chi phân. Quan hồ tử vi xá triền, tư một ngày dụng cụ chi giống như, xuất nhóm túc mà thành viên. Để tinh động tắt nhóm túc trên đường, tham thủ không mà tại nguyên không tụ tất cả tư nó chức không thể so le cậu thả hoặc không bắt bẻ nó cơ càng vong kỳ biến phải kể chi tạo hóa xa rồi thái vi thiên cơ tổng cộng một ngàn chữ chính là lịch đại tinh cung tiền bối tu sĩ nôn tâm lọc huyết chi tác trải qua ngàn năm truyền thừa chi căn bản tuy nhiên cơ bác dịch hiện tại vẫn không rõ đạo lý trong đó nhưng lại không ngại hắn trầm mê trong đó chiếm được đây là ngày thái vi thiên cơ sau hắn mới phát hiện đại tông như hà là cỡ nào thô ráp đấu sổ mệnh lý, chí huyền chí vi, dễ học khó tin, mỗi người đều có thể đọc lướt qua, dùng minh nó pháp, dùng dòm nó áo, dùng biện tạo vật chi chỉ nghĩa. Nhưng mà thử huyền môn bí thuật, toàn bộ lại tu tập giả tâm tính chi tinh xảo đặc sắc, ngộ lực chi thanh tịnh thanh thản, chi tiết không bỏ sót, loại suy. Tiếp xúc, tinh mệnh thuật chỉ là nhập nó hạo hàng mà tác vừa được, thô biết huyền vi thế nhưng. Mà có thể làm được như thế nhân vật, lại là bắt đầu tinh viện trung cao cấp nhất thất tinh tử, có thể nghĩ tinh cung đấu sổ chi huyền ảo thâm thúy. Chỉ là một thiên, thái vi thiên cơ, cũng đã như thế huyền bí cao thâm, như vậy được xưng, đệ nhất thiên hạ thần vại tử vi đấu sổ, lại là như thế nào bác đại tinh thâm. Lần đầu tiên, cơ bác dịch đối với tinh cung có mãnh liệt kính nể, hắn không dám tưởng tượng, trong truyền thuyết tử vi đấu sổ được xưng chúa tể chư thiên mệnh vận, thao túng tinh tượng mệnh lý, rốt cuộc là cảnh giới nào nhớ kỹ sao? Cơ bác dịch gật gật đầu, đối với bọn hắn những này nghiên cứu thuật tính chi đạo người, trí nhớ đều là cực kỳ không tệ. Vân Nguyễn Nhi niệm ba khắp sau, là hắn có thể đủ rồi một chữ không lọc học thuộc lòng. Kế tiếp ta mỗi chữ mỗi câu giải thích cho ngươi, có nghi vấn nhất định phải nói ra, ta sẽ cho ngươi tinh tế giải thích, bất quá cũng cũng chỉ có lúc này đây ta sẽ có như vậy kiên nhẫn cùng thời gian, sau này ngươi hơn nữa là một mình nghiên cứu vì cái gì không nhiều lắm trao đổi đâu, một người trí lực dù sao cũng có hạn, tập mọi người chi lực không phải dễ dàng hơn leo đỉnh phong sao. Đối với cơ bác dịch đưa ra nghi vấn, Vân Uyển Nhi chỉ là lắc đầu, sau đó nói một câu làm cho hắn ghi khắc cả đời mà nói. Vận mệnh của mình, làm sao có thể làm cho người khác biết rõ. Kế tiếp, Vân Uyển Nhi đem Thái Vi Thiên Cơ từng câu từng chữ giải thích cho hắn, trong lúc cơ bác dịch có không rõ ràng lắm, không có dấu giếm, trực tiếp nói ra mà nàng cũng từng cái dùng của mình lý giải cho ra giải thích. Vân Nguyễn Nhi giảng bài rất phụ trách, từng cái quan điểm đều nói cho cơ bác dịch xuất xứ vì sao. Một ngàn chữ Thái Vi Thiên Cơ, trong đó có 800 chữ là nàng trước kia bối tổ tiên lời nói cho ra chú thích, chỉ có 200 chữ là chính nàng lý giải. Những này nàng đều kỹ càng nói cho cơ bác dịch. Từng cái đối với mệnh số đều không có cùng lý giải, ta cho ra giải thích có lẽ không nhất định thích hợp người nhưng lại tuyệt đối sẽ không đối với ngươi lý giải tạo thành trở ngại ngươi tại nghiên cứu mệnh số thời điểm nhất định phải thời khắc ghi nhớ tự mình mệnh số nhất định phải mình đi cùng không cần phải mượn tay người khác cơ bác dịch gật gật đầu đem vân uyển nhi nói mỗi một câu đều ấn tại đáy lòng của mình vài thập niên nhân sinh lịch lãm làm cho hắn tin tưởng hiểu rõ hôm nay cơ hội là cỡ nào khó được hắn bài trừ tạp niệm chăm chú nghe giảng bài học tập hiệu suất tự nhiên là kinh người vân nguyễn nhi giáo cũng thoải mái rất nhiều cảm thấy mỹ mãn phía dưới càng là nói một ít của mình dịch số tu hành tâm đắc vân nguyễn nhi tu luyện hoa mai dịch số làm ngũ đại thần vài chi một thuộc tử thần vài nguyên bản so với thái vi thiên cơ có thể cao thâm hơn tối nghĩa một bậc những nội dung này cơ bác dịch chỉ là nghe xong một hồi sẽ không có thể kiên trì vân nguyễn nhi thấy vậy thì ngừng khẩu tốt lắm thái vi thiên cơ ngươi cũng đã quen thuộc tại trong lòng như vậy bắt đầu tiến hành lần đầu tiên nhập định A. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cơ bác dịch không có cự tuyệt, kéo dài hơi thở sau, làm cho mình chậm rãi tiến nhập không linh cảnh giới, bắt đầu dùng thái vi thiên cơ tiếp xúc mạng của mình lý. Hốt hoảng, sâu kín tối tâm, cơ bác dịch ý thức bắt đầu không ngừng bay vụt, đột phá thân thể trở ngại, đi tới đỉnh đầu thiên tuyền viện tầng chót quan tinh đài trên. Vân Nguyễn Nhi một phen giảng bài, thời gian đã sớm theo ban ngày đến trong đêm, vô tận tinh quang theo rộng lớn không trung rơi, làm cho ý thức của hắn cảm giác được một hồi lạnh lẽo. Sau đó, dọc theo rơi tinh quang, lần nữa bay lên, chỉ chốc lát sau, đã đột phá tầng thứ nhất thiên cương đại khí, hướng về vô số tinh thần tạo thành thiên hà quang đi. Ở chỗ đó, có một cổ sâu trong linh hồn kêu gọi, triệu hoán hắn trở về. Hắn biết rõ, đó chính là hắn mạng của mình tin. Nhưng là tự tại hắn chuẩn bị lao ra thiên cương đại khí, cùng tự thân mệnh tinh dung hợp thời điểm một cổ suy yếu cảm giác truyền đến làm cho hắn không tự chủ được bắt đầu đọa lạc hơn nữa càng lúc càng nhanh một điểm phản kháng cơ hội cũng không cho hắn đương ý thức một lần nữa trở lại thân thể thời điểm cơ bác dịch theo lần đầu tiên trong nhập định tỉnh lại đồng thời đối với sương mù loại tinh mệnh thuật có rõ ràng nhận thức hắn có tự tin chỉ cần một lần nữa cho hắn một khoảng thời gian là có thể bằng vào thái vi thiên cơ nắm giữ tự mình mệnh số đạt tới thất tinh tử cấp bậc kia. Xin hỏi Vân Sư, tin trong nội viện, rốt cuộc có mấy người được truyền đây là ngày Thái Vi Thiên Cơ? Cơ bác dịch vấn đề này hiển nhiên vượt quá Vân Uyển Nhi đoán trước, bất quá đối với này nạn cũng không có dấu giếm, cùng một tầng thứ người, sớm muộn gì đều sẽ biết. Tăng thêm của ngươi, tổng cộng 6 người, đương nhiên, 6 người này là học sinh trong phạm vi. Vân Nguyễn Nhi mà nói hiển nhiên làm cho cơ bác dịch phi thường ngoại ý muốn hắn dùng vi chỉ cần là thất tinh tử tự đều tu luyện thái vi thiên cơ, hiện tại xem ra, thất tinh tử trong đó còn có chút hơi nước. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách tu luyện thái vi thiên cơ, tâm cảnh tu vi không đến, tùy tiện tiếp xúc mệnh lý, là sẽ phải chịu vận mệnh trường hà cắn trả. Bằng không, ta tại sao phải cho ngươi ở trước mặt ta tiến hành lần đầu tiên nhập định, nếu như ngươi thật không có tiếp xúc đến tinh mệnh thuật, như vậy tại lần đầu tiên cắn trả là nhẹ nhất, ta còn có thể giúp ngươi ngăn cản, đây cũng là nghiệm chứng một cái phương pháp. Nghe xong Vân Nguyễn Nhi giải thích sau, cơ bác dịch trên mặt biểu lộ rất là quái dị. Lúc này hắn mới biết được chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy chiếm được, dựa theo bình thường tình huống, hắn hiện tại hẳn là đã bị cắn trả lòi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 21 Thái Nguyệt Người Tới bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tốt lắm, sắc trời cũng không sớm, nếu như ngươi không có vấn đề gì, tự trở về đi. Nghe xong Vân Uyển Nhi mà nói sau, cơ bác dịch trong nội tâm vừa động, không khỏi muốn đem tự trong thân thể này hai đạo âm độc cực kỳ hàng khí nói cùng nàng nghe. Coi hắn kiến thức tu vi, mới có thể đủ rồi nhìn ra tả khâu tố tố chân khí lai lịch. Có chút kiếm một chút, ngẩng đầu nhìn đến Vân Uyển Nhi hoàng mỹ không có chút nào tì vết nào khuôn mặt, trong nội tâm nổi lên khác thường tâm tư đem đến bên miệng mà nói thu trở về hôm nay đa tạ vân sư thủ pháp tại hạ cáo từ vân nguyễn nhi cũng không có đứng dậy tống hắn cơ bác dịch cũng không thèm để ý dưới mình thiên tuyền viện mà ở hắn đi ra trong nháy mắt cũng cảm giác được từ một nơi bí mật gần đó không thu mười người đang ngó chừng hắn cười nhạo một tiếng cơ bác dịch không có bất trần hắn cũng đã chứng kiến trình phúc thân ảnh gần nhất Giang Đô Thành không bình tĩnh, Trình Phúc lo lắng hắn một mình một người xuất môn. Sau khi tan học cơ bác dịch bị Vân Uyển Nhi lưu lại, hắn chỉ có một người tại cách đó không xa trong tiểu đình ngồi, đợi một chút cho tới bây giờ. Vất vả trình bá. Đối với lão nhân này, cơ bác dịch chính là từ đáy lòng lý kính nể, không có lời của hắn, mình chỉ sợ đã chết rồi nhiều lần. Dịch thiểu gia khách khí. Trình Phúc lời nói sau khi nói xong, ánh mắt lập loài nhìn về phía bốn phía, không tiếng động hỏi đến cơ bác dịch ý thức. Trở về đi, tiểu mùi chỉ sợ cũng đã sắp náo ngất trời. Cơ bác dịch nói cái này một câu, trình phúc mí mắt thấp đứng thẳng dưới đi, trong mắt tinh quang biến mất. Cùng cơ bác dịch cùng một chỗ lên xe ngựa, hôm nay Vân Nguyễn Nhi cố ý đưa hắn lưu lại chính là làm cho vô số tinh viện học sinh trừng đỏ trong mắt. Những người này đều là bị một ít dụng tâm kín đáo thế gia đệ tử phái tới tìm hiểu tin tức bất quá đây đều là chút ít bất nhập lưu hạng người chính thức nội tình thâm hậu người trở về khẳng định có trưởng bối hoặc là kiến thức cao viễn người nói cho bọn hắn biết cái này là tình huống nào dù là truyền thụ thái vi thiên cơ cũng không phải là cái gì thông thường chuyện tình nhưng hàng năm còn là có như vậy một hai lần lúc này đây vân uyển nhi đưa hắn lưu lại hơn nửa một mực cho tới bây giờ đêm khuya mới đi ra trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết đương nhiên Vân Nguyễn Nhi vừa ý cơ bác dịch mới là bị truyền lưu phổ biến nhất hiện chân tướng. Chân chính có loại đó kiến thức người dù sao cũng là số ít. Tại một đêm này, không biết có bao nhiêu người nghĩ cơ bác dịch nghiến răng nghiến lợi. Vân Nguyễn Nhi cái này bắt đầu tinh viện đệ nhất Mỹ nữ người ngưỡng mộ có thể nói là vô số. Đã từng có chuyện tốt chi người đã điều tra cả giang đô thành Mỹ nữ, chế thành một bức trăm Mỹ đồ, Vân Nguyễn Nhi chính là đứng hàng tiền tam giáp. Dịch thiểu gia, từ nay về sau ngươi xuất môn cũng phải cẩn thận một chút. Phát giác được một số người không cam lòng đi theo xe ngựa di động, mà ngay cả Trịnh Phúc cũng nhìn không được trêu ghẹo nói. Một ít nhằm chán hạn người mà thôi, nhân sinh khổ khoảng, không thèm nghĩ nữa trước đi tới leo, lại tốn tâm tư tại nhất định không có có kết quả vọng tưởng trung. Đối với Vân Uyển Nhi cái này xuất sắc mỹ nhân, cơ bác dịch trong nội tâm cũng không phải là không có không an phận chi nghĩ, chỉ có điều hắn so sánh với những người khác, càng có thể tin tưởng nắm chắc tâm tư của mình hàng ngu vương. Hắn hiểu được, mình bây giờ, xa xa địa không xứng với Vân Nguyễn Nhi. Tuy nhiên không biết bối cảnh lai lịch của nàng, nhưng nhìn xem những thứ khác sáu vị giảng sư đối với nàng tôn kính thái độ là có thể hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Không có có kết quả chuyện tình, cơ bác dịch sẽ không đi lãng phí thời gian. Về đến nhà sau, hắn cũng đã đem trong lòng tạp niệm khu trục, bắt đầu xử lý nâng tất cả lớn nhỏ chuyện tình liệt sơn sau khi tỉnh lại rất có tự mình hiểu lấy không có ở nhúng chàm giang đô thành tài nguyên hiện tại cơ hồ tàn phế hắn đã không có tư bản đi đối kháng cơ bác dịch cầm đầu bản thổ phái thế lực thấy hắn như vậy thức thời cơ bác dịch cũng không có đi đụng vào hắn điểm máu chốt hai người ông nước giếng không phạm nước sông thái độ ăn ý hoàn thành giao tiếp liệt sơn thủ hạ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm kiếm lão hổ trên báo thù hiện tại cũng đã thành liệt sơn sống sót động lực cơ bác dịch bớt thời giờ đi thấy hắn một lần cái này trước kia luôn bình tĩnh khuôn mặt kiên nghị người trung niên hiện tại hai mắt vô thần toàn thân tản ra dáng vẻ già nua cách cái chết còn kém một hơi cùng lúc đó cơ bác dịch bắt đầu chuẩn bị của mình lần thứ hai trong mộng luân hồi thân thể thương thế cũng đã không thể lại kéo dài xuống tả khâu tố tố khoảng thời gian này yên tĩnh hắn cũng lớn khái nghĩ tới trong cơ thể hai đạo hàng khí cho dù là tại phong bế dưới tình huống, yên nguyên mỗi thời mỗi khắc hấp thu trước âm khí phát triển. Dựa theo trình phúc phỏng chừng, chỉ cần tại vượt qua một tháng, như vậy cái này hai đạo hàng khí sẽ đảo khách thành chủ. Đến lúc đó, sẽ phá tan trình phúc cấm chế, nghịch hướng đang điện, chôn vùi hắn tất cả huyết khí. Thủ đoạn như thế, lão hủ vài thập niên hành y sinh nhai trước đây chưa từng gặp, tả khâu vương tộc không hổ là lục đại thế gia một trong. Mỗi đêm tử giờ sửu khắc, cơ bác dịch đều đông lạnh tĩnh, không chỉ là này hai đạo hàng khí, cực âm quỳ hoa chân khí đến lúc này cũng sẽ gom góp gom góp muốn động. Tiên thiên âm khí cùng âm độc hàng khí phản phất là một đôi đất khách luyến tình lửa đồng dạng, bị ngăn cách tại cơ bác dịch thân thể hai nơi, vô pháp gặp. Tại mỗi ngày âm khí tối thịnh thời khắc, tự không tự giác muốn phá tan trở ngại hội tụ đến cùng một chỗ mỗi lần đều là trình phúc đầu đầy mồ hôi dùng chân khí của mình bả cơ bát dịch trong cơ thể làm phản âm khí hàn khí đè xuống. May mắn phát tác thời gian có thể đoán trước, lại thêm quỳ hoa chân khí còn đang trong khống chế, phụ dùng một ít dương hòa thuộc tính dược liệu, cơ bát dịch còn không có gì nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà thân thể lại là không thể tránh khỏi hư nhược trồi xuống dưới, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong suốt phản phất không có một tia huyết sắc. Tự tại tình huống như vậy phía dưới, cơ bác dịch rốt cục nên đón Thái Nguyệt thành người. Vân Thanh ca, không nghĩ tới tới sẽ là ngươi. Tại cơ gia quân thần trong các, cơ bác dịch gặp được một cái so với hắn năm dài hơn nhiều năm tử. Đây là hắn một vị huynh trưởng, là nhị ca cơ vân lưu một mẹ đồng bào đệ đệ, tại địa vị trong gia tộc có thể còn cao hơn hắn nhiều hơn. Hiện tại Thái Nguyệt thành bầu không khí có điểm bị đè nén, ta liền hướng phụ thân đòi chuyện xui xẻo này, đến Dương Châu nơi này dạo chơi, nhị thập bác đệ sẽ không không chào đón a à. cơ vân thanh nhìn thấy cơ bác dịch ra vẻ rất vui vẻ trực tiếp đi tới cho một cái ông hai người gặp mặt có thể nói là tiêu chuẩn huynh đệ tình thâm ai may mắn vân thanh ca ngươi đã đến rồi bằng không ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ giang đô thành tổng dẫn cả dương châu trách nhiệm trọng đại ta tuổi còn nhỏ lại tới đây sau cũng chỉ có thể đủ rồi gìn giữ cái đã có không có một tia một hào khuếch trương thẹn trong lòng Nói những lời này thời điểm, Cơ Bác Dịch trên mặt biểu lộ làm cho người ta nhìn không ra một tia giả tạo. Bởi vì hắn nói đúng là sự thật, tại Giang Đô thành, hắn làm nhiều nhất chuyện tình chính là xếp vào thân tính của mình đến mặt khác thành trì trung. Đối với Khuyết Trương là không có một tia một hào ý nghĩ. Ông coi như là Khuyết Trương cũng không phải thuộc về ý nghĩ của ta, Cơ Bác Dịch đối khắp cả Dương Châu các nơi thành trì cơ gia sản nghiệp người cầm lái hướng đi không thể nói là hiểu rõ trong lòng nhưng là những người kia thực sự đừng nghĩ cổng hắn hợp tung liên hoành điện ảnh và truyền hình võ hiệp TXT đao loa. Cơ vân thanh sau khi nghe, trên mặt vẫn là tiếu dung tràn đầy, không có chen vào nói, làm cho vốn có chờ hắn nói tiếp cơ bác dịch một hồi tẻ ngắt. Hắn không tiếp, cơ bác dịch cứ tiếp tục diễn thôi. May mắn không lâu liệt quản gia đến đây, hắn tại Thái Nguyệt Thành thời điểm ta liền nghe nói năng lực của hắn. Đi đến Giang Đô Thành tiếp quản hết thảy sau, quả nhiên, Khoảng trong thời gian ngắn, ít lợi chế gần hai năm qua mới cao A, à, để cho ta mặc cảm. Nói đến đây, cơ Vân Thành không có ở nở nụ cười, sắc mặt trầm thống hỏi một câu. Không biết liệt quản gia ở đâu, giấy viết thư trên cũng nói không rõ ràng, rốt cuộc ai như vậy gan lớn, rõ ràng cảm thương ta cơ gia người. Tự tại, quân thần cắt, trung tu dưỡng, kỹ càng tình huống, Vân Thành ca nhìn sẽ biết. Nói tới chỗ này thời điểm, hai người đều trầm mặt trong phòng khách bầu không khí một hồi tẻ ngắt mặc dù là huynh đệ nhưng là quan hệ giữa hai người nhiều lắm thì nhận thức cơ vân thanh chính là cơ gia cái này đồng lứa trong hàng đệ tử tinh anh nhân sĩ hãng thân ca ca cơ vân lưu càng là cạnh tranh vị trí gia chủ có lợi nhất nhân tuyển một trong mà cơ bác dịch chẳng qua là một cái không ngờ thứ xuất đệ tử mặc dù mỏng có tài danh nhưng không có tài nguyên duy trì tại cơ trường xương mười mấy đứa con trung hoàn toàn không ngờ nếu như cơ bác dịch không có nhớ lầm, đây là hắn và cơ vân thanh lần đầu tiên một mình thân thiết nói chuyện. Tự tại hắn nghĩ cơ vân thanh đến Giang Đô thành mục đích lúc, một hồi hỗn hển thanh âm vang lên. Thả ta đi vào, mấy người các ngươi nô tại cẩu mắt mù, bản tiểu thư cũng dám ngăn đón. Nghe được cái thanh âm này, cơ bác dịch nhìn không được ho khan vài tiếng, cơ vân thanh sắc mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Bọn họ cơ gia cũng là dùng có tri thức hiểu lễ nghĩa nổi tiếng gia tộc, cơ lục nhu tính cách tại phương diện nào đó mà nói thật là bọn họ sỉ nhục tam mùi lớn như thế hô gọi nhỏ còn thể thống gì để cho thủ hạ đem cơ lục nhu mang sau khi đi vào cơ vân thanh cách cứ nói so sánh với cơ bác dịch hắn chính là cái nghiêm túc phiên bản ca ca bất quá cơ lục nhu lại là không có sợ hãi mở to hai mắt nhìn trực tiếp đặt câu hỏi nói đi cha đối với ta là có ý gì cơ vân thanh sắc mặt một hồi xanh trắng, mà cơ bác dịch lại là giả bộ như không thấy được, cùng cơ lục nhu ở chung gần hai năm, hắn bị tức trước khí trước cũng thành thói quen. Vừa rồi hai người bọn họ đồng thời trầm mặt, cũng là bởi vì chuyện này. Đối với cơ lục nhu, ai cũng là đau đầu, cơ trường xương ý tứ tự nhiên là đối cái này đoạn cảm tình chém tận giết tuyệt, nhưng là cái này ác nhân ai cũng không muốn đương. Dù sao cơ bác dịch là hạ quyết tâm không ra mặt, cùng lắm thì hắn lần nữa trong mộng luân hồi hôn mê hắn 10 ngày nửa tháng lục nhu a à, ngươi đừng hy vọng a à, cha không có khả năng đồng ý sớm làm chặt đứt phần này cảm tình ngươi còn là chúng ta thương yêu nhất muội muội nếu như ta không nói gì cơ lục nhu là một chút mặt mũi đều không có cho cơ vân thanh lưu trực tiếp tự đẩy lấy làm tại như vậy trước công chúng vừa mới đi đến giang đô thành cơ vân thanh cũng không dám làm cho mặt của mình quét rác hắn tới nơi này cũng có được muốn tiếp nhận cả Dương Châu cơ gia sản nghiệp tâm tư, vì ca ca của mình cơ vân lưu có thể leo lên vị trí gia chủ ra một phần lực. Mà mới người tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, mở đầu pháo là khẳng định phải đánh tốt. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, cái thứ nhất ra đưa cho hắn ra oai phủ đầu lại là cơ lục nhu. Nhìn xem ở một bên yên lặng uống trà không nói lời nào cơ bác dịch, cơ vân thanh trong nội tâm sinh ra một tia hận ý, hắn không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ đây nhất định là cơ bác dịch an bài, nơi này là phủ đệ của hắn, không có hắn phân phó, cơ lục nhu căn bản là đi không đến nơi đây. Đối với cơ vân thanh quan tới tầm mắt, cơ bác dịch cho rằng không có chứng kiến. Cơ lục nhu thật đúng là hắn an bài một con cờ, dùng nạn cái này ai cũng không muốn dẫn đến mùi mùi vội tới rõ ràng đến đoạt hắn sinh ý cơ vân thanh một hạ mã uy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 22 Luyện khiếu thuật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu muội đã dạng như vậy ta cũng vậy tự thật thoại thật thuyết Ngươi nếu như còn dám gặp tiểu tử kia một mặt Ta liền cho ngươi đời này đều không thấy được hắn Đến lúc này, cơ vân thanh vì mặt mũi của mình Không thể không nói cứng Cũng là bọn hắn những này thế gia đệ tử xử lý loại chuyện này thường dùng nhất phương pháp Nhà mình hài tử không nở ra tay, đối phó một cái bình dân lại không có gì tâm lý gánh nặng. Ngươi, tốt. Cơ lục nhu sau khi nghe, con mắt trận thật lớn, trên mặt phẫn nộ, ghen ghét vẻ giao tạp, làm cho cơ vân thanh đều có chút hối hận đem lời nói được quá chết. Dẫn đi, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Quay đầu không hề xem cơ lục nhu, cơ vân thanh đối với mình mang đến một thủ hạ nói ra. Cơ bác dịch ngẩng đầu đối với trình phúc lắc đầu, làm cho hắn trấn an trong phủ đệ thủ hạ hiện tại cũng không phải là cùng cơ vân thanh khởi xung đột thời điểm, hắn còn cần cái này ca ca để che tay đâu. Nhị thập bác đệ, kế tiếp để chúng ta đến nói chuyện chánh sự A. À. Xuống tay độc ác giải quyết cơ lục nhu chuyện tình, cơ vân thanh phục hồi tinh thần lại đối với cơ bác dịch âm trầm nói. Đây mới là hắn đến Giang Đô Thành tối mục đích chủ yếu, trước kia có cơ trường xương đè nặng, bọn họ những này thái nguyệt thành tinh anh đệ tử không thể xuất thủ lúc này đây cơ phát dẫn đầu đánh vỡ thường quy cơ trường xương khó được đối với bọn họ làm ra ngầm đồng ý cơ vân lưu ba người đều tự phái ra nhân thủ của mình đi tiếp thu bên ngoài thế lực thông qua cơ phát kích thích cơ gia tình hình bây giờ có thể nói là càng ngày càng khẩn trương tứ phái người mã lấy ra của mình tích lũy chuẩn bị chiếm trước tất cả trung lập tài nguyên chuẩn bị cuối cùng hảo hảo đấu một hồi cơ vân thanh tại giang đô trên thành chiếm trước tiên cơ Nương Liệt Sơn cùng cơ lục nhu chuyện tình đi đầu một bước đến nơi này. Giang Đô Thành Tổng dẫn cả Dương Châu, nếu như có thể toàn bộ thu phục mà nói, cơ vân lưu rất có thể nhảy lên trở thành trong bốn người tích lũy tối hùng hậu người. Chuyện liên quan đại cục, cơ vân thanh an nhịn ở trong lòng sao động, từng bước một bắt đầu bức bách cơ bác dịch. Cái này đệ đệ là cả Dương Châu máu chốt nhất đốt một trong, chỉ cần hắn nhượng bộ, sự tình tựu thành hơn phân nữa không biết Vân Thanh Ca theo lời chính sự vì sao, chẳng lẽ không phải về lục nhu sao? Đưa tay nhấp một miếng trà xanh, cơ bác dịch không nhanh không chậm giả bộ hồ đồ. Tuy nhiên tính toán buông tay, lại không có tính toán đơn giản giao ra đi, cũng không đủ chỗ tốt, ai sẽ làm ra trong miệng mình thịt. Nhị thập bác đệ, ta cũng không nói hư, ngươi nhường lại, ta cho của ngươi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Cơ vân thanh không có lại pha trò, đối với hắn mà nói, thời gian mới là quý giá nhất nhất định phải tại ba người khác trước nắm bắt giang đô thành tiểu đề kiến thức nông cạn có thể làm cho ta thỏa mãn gì đó chính là không ít a à. nghe xong cơ bác dịch mà nói cơ vân thanh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn trước khi đi cơ vân lưu mưu sĩ môn nhằm vào cơ bác dịch tư liệu có thể nói là tra sạch sẽ muốn đã động người đơn giản là hợp ý mà người của cái thế giới này nóng nhất trung tự nhiên là tự thân thực lực tăng cường Cơ bác dịch bước qua tiên thiên tin tức này sớm đã bị Thái Nguyệt thành người bên kia biết được. Chuẩn xác mà nói là cơ bác dịch mình báo lên, cơ gia có quy định, không 20 tuổi đạt tới này cảnh giới đệ tử hàng năm có thể lĩnh 10 khối nguyên thạch dị giới ngạo thiên toàn bộ phương độc. Đối với có thiên phú hài tử, cơ gia còn là sẽ không keo kiệt. Dù sao bọn họ những người tài giỏi này là tương lai. Muốn biết được, võ đạo tu hành tiến vào ngưng chân cảnh sau chỉ dựa vào tự thân đã tọa hấp thu thiên địa nguyên khí chỉ sợ cần vài chục năm mới có thể ngưng chân đại thành. Coi như là tư chất lại người tốt tại đây một cái trạm kiểm soát đều cần dùng nước ma công phu, chỉ có điều từ xưa đến nay nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nghĩ ra các loại biện pháp đến xuất tiến cái này một cái quá trình. Nguyên thạch chính là trong đó một loại vật thay thế, làm nguyên khí ngưng kết thể, tại lúc tu luyện dùng nó thay thế, có thể thật to xuất tiến chân khí cô động, cung cấp kích phát khiếu huyệt phải nguyên khí. Cơ Bác Dịch đem mình tu vi đột phá tin tức báo lên, tự nhiên là hy vọng cơ trường xương có thể gãy điểm nguyên thạch hạ đưa cho hắn tu luyện. Chỉ có điều hắn đợi trong mòn con mắt, đều không có đợi đến nguyên thạch, bây giờ nhìn Cơ Vân Thanh ý tứ, ra vẻ. Cơ Bác Dịch còn đang suy đoán thời điểm, Cơ Vân Thanh tiếp nhận bên người thủ hạ đưa tới một cái hộp ngọc, bỏ vào hắn trước người trên mặt bàn. Duỗi ra tay trái của mình, đem hộp ngọc nhẹ nhàng xốc lên, trong nháy mắt một cổ nồng đậm nguyên khí ba động khuếch tán ra, làm cho tiếp cận nhất cơ bác dịch chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt bị mạch lạc một lần, thương thế đều hảo hơn phân nửa. Tằng, một tiếng, cơ bác dịch tay trái thu hồi, học ngọc tự động khép lại phát ra giòn vang. Nguyên khí ba động đã ở thoáng chốc biến mất vô tung. Tuy nhiên chỉ là một trong nháy mắt, nhưng là cơ bác dịch lại là thấy rõ trong hộp ngọc gì đó. Hình chữ nhật thạch đầu để lộ ra một loại xanh tươi ngọc quang, dài rộng cao trong lúc đó tuần hoàng theo hoàng mỹ nhất hoàng kim tỷ lệ theo xanh tươi quang hoa lóng lánh từng đợt nguyên khí khuếch tán ra nếu như không phải có hộp ngọc che trước chỉ sợ không dùng được nửa canh giờ nguyên khí sẽ tiêu hao hầu như không còn không nhiều không ít vừa vặn mười khối đây là nguyên thạch a vất vả phụ thân đại nhân còn nhớ rõ ta tu vi của ta cũng đúng lúc đến cần muốn vật này tình trạng chứng kiến cơ bác dịch lưu loát đem học ngọc ước lượng tiếng ống tay áo của mình trung, cơ vân thanh chỉ cảm giác mình khóe mắt trung rẩy, nếu không nhắc nhở mình muốn nhìn xuống, chỉ sợ lập tức tự tiến lên đem gì đó đoạt lại. Nhị thập bác đệ, đây cũng không phải là ngươi năm nay số định mức, là ca ca của ngươi chính mình kế ra tới tiền riêng, trở lại thái nguyệt thành sau, ngươi hướng về tuần trường lao trình báo, là có thể bắt được 10 khối nguyên thạch. Cơ vân thanh tại kế đi ra, ba chữ kia trên cường điệu giọng điệu sợ cơ bác dịch lĩnh ngộ không đến lòng của hắn đau nhất. Thì ra là thế a, à, Vân Thanh ca ngươi thật sự là quá khách khí, đến là đến nơi, như thế nào đưa lên như thế lễ trọng. Lời tuy nhưng nói như vậy trước, nhưng là cơ bác dịch nhưng không có đem gì đó lại lấy ra, trong lòng hắn đã đem những này nguyên thạch trở thành là đồ đạc của mình. Đi đến Giang Đô thành thời gian dài như vậy, hắn gặp qua nguyên thạch số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, vậy giao dịch đều là tiền mặt nếu như liên quan đến đến nguyên thạch phương diện, này cũng không phải là hắn nuốt trôi. Giang Đô trong thành có một nhà chuyên môn phụ trách nguyên thạch trao đổi mua bán cửa hàng, cùng Lãm Thiên Bảo Nguyệt Lâu, nổi danh, Vân Trung Cắt, là hoàn toàn xứng đáng lũng đoạn bá chủ. Cũng là duy nhất một nhà công khai buôn bán pháp khí cửa hàng, chỉ có điều, có thể có tư cách đi tới không có mấy người. Ít nhất cơ bác dịch chưa từng có đi vào một lần. Có những này nguyên thạch, bất kể là mình tu luyện hay là đi ngọc nương chỗ đó mua tình báo, đều đại chỗ hữu dụng, xem cơ vân thanh bộ dạng, ra vẻ thân gia xa xỉ a. Nghĩ tới đây, cơ bác dịch con mắt có chút nheo lại, dài nhỏ đang trong mắt phượng hiện lên các loại tính toán. Làm cho cơ vân thanh cảm giác được một hồi đứng ngồi không yên. Một ngụm giá, một trăm khối nguyên thạch, gia tộc tại Giang Đô Thành tài nguyên toàn bộ đều là nhị ca. Tự tại cơ vân thanh nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm, Cơ bác dịch một câu trực tiếp làm cho hắn nhảy dựng lên dược tổ toàn bộ phương độc Không phải sợ tới mức, mà là phẫn nộ A Một trăm khối nguyên thạch, đang lúc đồ chơi này không đáng tiền A à. Cơ gia hàng năm tốn hao vô số tài nguyên mới Có thể theo những kia đại tông môn trong tay keo kiệt ra một điểm Cái này duy nhất một điểm còn cần xích huyện thần châu vô số thế gia đến phân Cuối cùng có thể rơi xuống cơ gia số định mức có thể nghĩ Hắn có thể một hơi xuất ra mười khối còn là cơ vân lưu kín đáo đưa cho hắn tư bản đối với giang đô thành hoặc là nói là cả dương châu cơ vân lưu coi như là hạ vốn gốc nhị thập bát đệ ngươi nói đùa vi huynh cái đó có nhiều như vậy nguyên thạch cái này mười khối đã là cực hạn dùng tu vi của ngươi những này cũng cũng đủ ngươi hiện giai đoạn dùng đại khái cảm thấy là mười khối nguyên thạch bản giá đích thật là thiếu điểm cơ vân thanh nghĩ nghĩ làm ra xuất huyết nhiều đau lòng biểu lộ lần nữa gia chú đã nhị thập bác đệ tu vi đã đến ngưng chân cảnh, được nguyên thạch chi trợ, nghĩ đến cách kích phát cô động khiếu huyệt cũng không xa, vì huynh liền đem của mình, luyện khiếu thuật, nói cùng ngươi nghe, miễn cho ngươi đi từ ngoài đến. Nói tới chỗ này, hắn còn có chút khoe khoang nói. Đây chính là trước kia nhị ca truyền cấp cho ta, trong đó ghi lại trước 36 cái khiếu huyệt cô động phương pháp, đã là thượng phẩm luyện khiếu thuật. Nghe đến đó, cơ bác dịch khóe miệng có chút co lại, võ đạo tu luyện đến ngừng chân cảnh chia làm hai bước trong đó đem nội lực cô động trở thành sự thật khí là tự nhiên mà vậy quá trình tại cảm ứng thiên địa nguyên khí sau sẽ tự động tiến hành chỉ cần chịu tốn là có thể đại thành mà phía sau kích phát cô động khiếu huyệt thì là đem bình dân cùng thế gia đệ tử triệt để phân ra ba bảy loại nhân thể quanh thân khiếu huyệt giống như bầu trời tinh thần đếm không hết làm kinh mạch đầu mối then chốt khiếu huyệt tu luyện nó độ khó tự không thể cùng bình thường luyện khí đánh đồng. Đến có thể dùng khiếu huyệt làm khống chế chân khí thu phát nguồn nước, mới có thể miễn cưỡng cũng coi là một cao thủ. Chỉ có điều khiếu huyệt làm kinh mạch đầu mối then chốt chính là trọng yếu nhất, nếu như không có chính xác pháp môn, tùy tiện dùng chân khí đi luyện mở, cơ hồ đều là kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma kết cục. Tại ngưng chân cảnh luyện mở khiếu huyệt càng nhiều, như vậy sau này tu luyện con đường lại càng bằng phẳng. Trái lại nếu như tại một bước này không có đánh hảo trụ cột, như vậy cơ bản có thể tuyên cáo của ngươi con đường phía trước đã tuyệt. Tỷ Như Trình Phúc cùng Hầu Lộ cũng là bởi vì tại một bước này không có tốt công pháp, không đợi luyện mở càng nhiều khiếu huyệt, trực tiếp bắt đầu liều lĩnh, làm cho tự thân tu vi tại vĩnh viễn dừng lại, thoát thai cảnh, cuối cùng cả đời đều không thể đem thân thể của mình tu đến không trò vô duyên đại đạo. Cơ Bác Dịch đã từng hỏi Trình Phúc cùng Hầu Lộ hai người biết được hai người tại ngưng chân cảnh thời điểm chỉ luyện mở hơn 10-20 khiếu huyệt. Đem hai người bọn họ công pháp bính hiểu ra, lại thêm mình bắt được, cơ bác dịch tổng cộng làm ra 28 cái khiếu huyệt tu luyện phương pháp. Có thể nghĩ, luyện khiếu thuật, trân quý chỗ, đây mới là thế gia cao cao tại thượng nguyên nhân. Các bình dân trừ phi có loại đó nghịch thiên kỳ ngộ, bằng không càng đi về phía sau, trên lệch tự thể hiện càng lớn. Lúc này đây cơ vân thanh lấy ra 36 cái khiếu huyệt, luyện khiếu thuật, thành ý miễn cưỡng tính là có thể. Ít nhất cơ bác dịch biết rõ, cơ gia Chu Thiên Đại Pháp, trong đó ghi lại 99 cái khiếu huyệt cô động phương pháp. Chỉ có điều đó là chân chính ẩn dấu, chỉ có cơ phát, cơ quy tàn những này hạch tâm đệ tử mới có thể được truyền. Hắn cơ bác dịch, có thể bắt được cơ vân lưu luyện khiếu thuật, chỉ sợ đã là Nhiêu thiên chi may mắn. Lại thêm 20 khối nguyên thạch, khoản này giao dịch tự thành. Cơ bác dịch mà nói làm cho cơ vân thanh trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lại như cũ lắc đầu, tỏ vẻ nhiều nhất một lần nữa cho mười khối. Đây là trên người của ta có thể xuất ra tối đa, còn lại, vi huynh cũng là phải tu luyện. Vậy thì 19 khối. TS. Hôm nay kiểm tra, hai ngày trước tại học tập, đổi mới chặt đứt, thật có lỗi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Thiên cơ quyết đấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thành giao Đương cơ vân thanh nhất khẩu đồng ý sau, cơ bác dịch đột nhiên ý thức được mình bị tính kế. Cũng đúng, tại co kè mặt cả trong chuyện này, hắn còn chưa từng có đã làm. Mặt đen lên nhận lấy cơ vân thanh tống tới 19 khối nguyên thạch, cơ bác dịch mặt lạnh ly khai. Cơ vân thanh cũng không sợ hắn đổi ý đồng dạng, cười mỉm ngồi trên chủ vị. Bất quá hắn không có phát hiện đi tới cửa ngoài cơ bác dịch trên mặt nụ cười quỷ dị. Đều sắp xếp xong xuôi sao. Trình Phúc gật gật đầu, tại cơ bác dịch chuẩn bị lần thứ hai chuyển sinh lúc, cũng đã nghĩ kỹ tình huống hiện tại. Trong mộng luân hồi lúc, lưu ở cái thế giới này chân thân hôn mê không cách nào nhúc nhích, liên lạc trước kia lần kia hôn mê, nhất định sẽ bị người nhìn ra khác thương cho nên vì không bị người phát giác, cơ bác dịch đối với Trình Phúc nói đại khái. Chủ quan chính là muốn bế quan tu luyện, đến lúc đó thân thể cứng cồng, cần hắn đến thủ hộ. Đại thế giới, kỳ công dị pháp nhiều vô số kể, Trình Phúc tuy nhiên chưa nghe nói qua loại này công pháp, nhưng mà không ngại hắn tận trung cương vị công tác. Dịch thiểu gia, lão hủ không rõ, tại sao phải đem giang đô thành nhượng xuất đi, hảo hảo kinh doanh một phen mà nói, chưa hẳn không thể nắm giữ hết thảy lắc đầu, cơ bác dịch chỉ là đem của mình một ít suy đoán nói ra. Gần nhất đem nhân thủ của chúng ta đều thu hồi lại, Giang Đô Thành muốn rối loạn. Theo Thái Vi Thiên Cơ, tu hành, cơ bác dịch đối với tinh mệnh thuật nhận thức càng ngày càng sâu khắc, gần nhất khoảng thời gian này bắt đầu tinh viện giảng sư môn càng là khó được trước mặt sắc nghiêm túc, phản phất gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề. Vì nghiệm chứng trong lòng dự cảm, cơ bác dịch còn đặc biệt tìm một lần nhan uyên. Kết quả cái này Khai Dương Tinh cũng nói không nên lời nguyên cớ đến, nói là thiên cơ bị nhiễu, chỉ cảm ứng được đem có tai họa phát sinh. Hiện tại ra vẻ bởi vì phòng ngôn chí chết làm cho hết thảy gió êm sóng lặng, lại như cùng là bão tố tiếng đến trước sự yên lặng, đợi cho Vương Túc bọn họ buông lỏng thời điểm, sẽ nhấc lên càng lớn cuồng sóng sóng lại bản thân chính là nhà giàu có. Gió lớn hiểm tất nhiên ý nghĩa đại kỳ ngộ, nhưng Cơ Bác dịch có tự mình hiểu lấy, cái này một lần nước quá sâu không phải hắn có thể tham dự vào. Cùng với bị ảnh hưởng đến, còn không bằng tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mà cơ vân thanh đến, chính là hắn tránh lui lấy cớ, cầm trong tay tất cả bên ngoài gì đó giao ra đi, làm cho cơ vân thanh cái này ca ca đi gánh chịu. Đợi cho hắn lúc này đây chuyển sinh sau khi tỉnh lại, phỏng chừng sự tình thì dẹp loạn không sai biệt lắm. Theo giúp ta đi một chỗ, chỗ đó có thể đem trong nội tâm của ta nghi hoặc vạch trần. Trình phúc không có nhiều lời, an bại nhân thủ che giấu cơ vân thanh tầm mắt sau, tự mình mang lấy xe ngựa đi tới thanh bờ sông trên. Lại một lần nữa đến nguyệt ảnh trên thuyền, cơ bác dịch khó được là lo lắng mười phần, theo cơ vân thanh trong tay gõ tới 29 khối nguyên thạch khi hắn trong túi quần, làm cho hắn có đầy đủ tin tưởng theo mị ảnh lâu mua tin tức. Thật sự là khách ít đến a, à, dịch thiểu gia hôm nay tới nơi này là muốn biết được những thứ gì đâu. Phong tư yểu điệu ngọc nương lắc lắc của mình thân hình như thủy xà, khéo cười tươi đẹp làm sao đi tới, màu lam nhạt sa mỏng phía dưới, tuyết trắng non mịn da thịt mơ hồ có thể thấy được. Nhưng đối với tại cái này tràn nập thành thuộc mị lực nữ nhân, cơ bác dịch lại là một tia dục hỏa đều không có. Tự bế tinh khí sau, hắn đối với nữ dục vọng của con người càng lúc càng mờ nhạt mỏng, mà ngay cả tự thiên tiên vân uyển Nhi cũng không thể đủ rồi làm cho hắn nâng gần sống, huống chi là ngọc nương cái này hơn một chút mỹ phụ. Một vấn đề, Giang Đô Thành bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu? Bởi vì không dám làm cho cơ vân thành phát giác, cho nên cơ bác dịch không có lại khách sáo nói nhảm, trực tiếp cắt nhập chính đề. Có lẽ người khác không biết, nhưng ở Mỹ ảnh lâu nơi này, cũng tuyệt đối sẽ có đáp án. Dịch thiểu gia, vấn đề của ngươi có điểm thâm ảo A. À? Chứng kiến Ngọc Nương còn đang chú ý tả hữu mà nói cái khác, cơ bác dịch dài nhỏ con mắt nheo lại, trong đầu bắt đầu không ngừng phân tích trong đó ý nghĩa những người khác khả năng không hiểu nhưng là duy chỉ có các ngươi Mỹ ảnh lâu khẳng định hiểu chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết nguyên thạch không là vấn đề sau khi nói xong cơ bác dịch đem tràn đầy 10 khối nguyên thạch học ngọc đem ra bỏ vào ngọc nương trước người hắn cũng khó được trang một hồi người giàu có thực xin lỗi dịch thiểu gia về điểm này bổn lâu thật sự không biết vượt quá cơ bác dịch đoán trước gần đây có tiền tự bán ngọc nương lúc này rõ ràng đương nổi lên trinh tiết ngọc nữ hảo đã như vậy mà nói cáo từ thu hồi hộp ngọc cơ bác dịch xoay người rời đi không có nhiều hơn nửa dây dưa dịch thiểu gia nếu không ngươi đổi lại vấn đề a ngọc nương khẳng định bán cho ngươi đối với cơ bác dịch nguyên thạch mỹ phụ nhân còn là phi thường khát vọng cái này một số sinh ý cũng đủ làm cho hắn nghỉ ngơi nhiều tháng đáng tiếc a hắn muốn biết chính là phía trên mệnh lệnh rõ ràng cấm mắt thấy cơ bác dịch ngồi trên hồi bên cạnh bờ thuyền nhỏ, Ngọc Nương trên mặt biểu lộ đau lòng đều nhanh nhỏ máu. Ngọc Nhi, chỉ là 10 khối nguyên thạch mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Đúng lúc này, một tiếng mờ ảo nhu hòa thanh âm vang lên, một cái trên mặt lụa trắng nữ tử đột ngột xuất hiện ở Ngọc Nương bên người, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi phía dưới, lại là tản ra mị hoặc khí tức ai Cập đệ nhất sủng sau TXT đao loạt trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng mỹ hoặc hai cổ hoàn toàn khác biệt khí chất tại trên người của nàng một khối, cấu thành một cái không kém hơn Vân Uyển Nhi mỹ nữ. Sư tỷ, Ngọc Nhi tại trong tông môn địa vị cũng không giống như ngươi, bị thụ tông chủ sủng ái, nguyên thạch công pháp không thiếu, số khổ ta cái gì đều muốn mình phấn đấu. Ngọc Nương thấy được lụa trắng nữ tử, dùng mang theo khóc nức nở giọng điệu làm nũng. Tốt lắm, đừng như vậy tử, ngươi dù sao cũng là mỹ ảnh thánh chủ đệ tử, chỉ cần đem chuyện này đã làm xong, sau khi trở về tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nghe xong lụa trắng nữ tử mà nói sau, Ngọc Nương lại là càng thương tâm. Nếu là lúc trước ta còn tin tưởng, hiện tại tông chủ đem thất sát tinh thu nhập môn hạ, từ nay về sau cả mỹ ảnh tông đều là cái kia sát tinh. Chúng ta thánh tông tương lai đều tại cái đó hài nhi trên người, làm sao có thể còn có ta cái này người cơ khổ chuyện tình. Ngọc lời của mẹ nói xong, lụa trắng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con mắt hiện lên một tia không phục, lại không có cách nào phản bác. Bảy đại thánh chủ hợp lực thôi diễn tương lai, làm sao có thể xảy ra sai đâu. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất thất sát tinh đến thế gian, làm cho thất thiên ma môn chúa tể côn hư giới một cái thời đại. Hiện tại cho dù là thất sát tinh vẫn chỉ là bé gái, nhưng là bảy đại thánh chủ ưa, an bài hết thảy, sẽ chờ nàng lớn lên, tiếp nhận hết thảy, lần nữa hoàn thành tam hoàng sự nghiệp to lớn. Cái này không phải chúng ta hẳn là quan tâm, lúc này đây chúng ta bảy ngày thánh môn liên hợp, tại xích huyện thần châu bố cục nhiều năm, có thể không cho phép phạm sai lầm. Ngươi cũng không nếu làm buôn bán, do đó biến mất a. À. Tự tại cơ bác dịch trở lại bên cạnh bờ thời điểm, trên mặt lại là bình tĩnh không gần sống, trực tiếp trên trình phúc lái xe xe ngựa, lặng lẽ về tới trong nhà. Dịch thiểu gia, như thế nào? Đối với Trình Phúc chứng thực, Cơ Bác Dịch đem sự tình nói một lần. Liên Mị Ảnh lâu cũng không biết xem ra chuyện này. Không, không phải không biết rõ, mà là không bán. Cơ Bác Dịch đính chính Trình Phúc trong lời nói sai lầm. "Di, có đưa tới cửa nguyên thạch, các nàng sao biết không cầm đâu?" Trình Phúc tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Cơ Bác Dịch lại là đem hết thảy tóc chảy ngược sạch sẽ. Tu luyện Thái Vi Thiên Cơ sau, thần hồn ý nghĩ là càng ngày càng thông thấu trong suốt, rất nhỏ sương mù chỗ tại suy nghĩ của hắn bên trong đều không sơ hở, đem có thể sâu chuỗi manh mối tống hợp lại. Ngọc Nương cái kia rối hồ ly mặc dù không có nói, nhưng mà cũng tiết lộ hai kiện chuyện tình. Đệ nhất chính là các nàng mỹ ảnh lâu chỉ sợ trong đó sắm vai nhân vật không nhẹ, chỉ sợ phòng ngôn chí chết cùng các nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu như không phải các nàng mình cũng tham dự trong đó, sao biết đối với chuyện này chuyện kiên kỵ không sâu. Mà ngay cả đưa tới cửa gì đó đều ra bên ngoài đẩy. Trình Phúc nhãn tình sáng lên. Như vậy thứ hai đâu? Thứ hai hay là tại sắp tới các nàng chỉ sợ sẽ có một cái hành động, cho nên mới nghĩ tất cả biện pháp giấu giếm. Về phần là cái gì hành động, cơ bác dịch cũng nghĩ không ra được, dù sao hắn tu luyện thái vi thiên cơ thời gian còn thiếu, không cách nào lăng không đột phá thiên cơ quấy nhiễu, thẳng dòng chân tướng. Bất quá những chuyện này đều kéo không được chúng ta, tại ta tỉnh lại trong mấy ngày này, đem mọi người Tây đều rút lui tới nơi này thủ hộ A, à, đừng cho cơ vân thanh rõ ràng nắm giữ lục nhu cùng ta hướng đi. Cơ bác dịch sau khi nói xong, tự ý bảo Trình Phúc đi ra ngoài đi, hắn cần làm cuối cùng chuẩn bị, sau đó ngày mai nói với cơ vân thanh minh giải thích một lần, triệt để bỏ qua một bên gia có hung hãn thê. Mà đang ở cơ bác dịch tự nhận là tu vi không đủ không cách nào dòng phá thiên cơ thời điểm có một người đang tại làm lấy hắn không cách nào làm được chuyện tình. Tối nay Giang Đô Thành, tinh quang phá lệ sáng ngời, tại trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyệt quan bên trong, vô tận sáng chói tinh quang xuyên thấu côn hư giới thiên cương đại khí, rơi tại xích huyện Thần Châu, trong đó một phần nhỏ bị một cổ lực lượng thần bí thao túng, hướng về Giang Đô trong thành bắt đầu tinh viện bảy tòa quan tinh đài trên hội tụ. Thanh ngư một thân màu tím trường sam, mang trên mặt thoải mái tiếu dung, tay phải không ngừng đông đưa một bả tú khí quạt xếp, phiến trên mặt vẽ trước một ít huyền bí thâm ảo đồ văn. Bóng loáng đúng sai đường công buộc vòng quanh một cái phức tạp trận thế, nhìn kỹ mà nói, phản phất cùng trong tinh không có chút tinh tú quỷ tích trọng điệp lên. Theo thanh ngư trong tay quạt xếp không ngừng lay động, tinh thần quan huy tại bảy cái quan tinh đại phía trên giống như hữu hình có dấu vết đồng dạng, tạo thành từng đạo thần bí trận thế. Cung chủ, kết ấn trận đều chuẩn bị xong, tiên thiên bàn cũng đã vào chỗ sáu vị sư đệ sư muội môn chuẩn bị mở ra quan tinh đài. Thiên su trên đài, một cái tóc trắng xóa người già đối với thanh ngư cung kính nói. Hắc, ta lại muốn nhìn, là ai sao mà to gan như vậy, rõ ràng dám ở địa bàn của ta múa rìu qua mắt thợ. Hắn chẳng lẽ không biết, ta tinh cung là đấu sổ môn thứ nhất phái ư. Tại thanh ngư cười lạnh thời điểm, bắt đầu tinh viện bảy tòa quan tinh đài đại phóng quang minh, bảy cái rườm ra phức tạp kết ấn trận tại tinh quang sau khi tưới nước sáng lên. Hướng về cả Giang Đô Thành khuếch tán, nhưng vào lúc này, từng đạo nồng đậm huyết quang theo Giang Đô Thành các nơi âm u trong góc sáng lên, một tầng đạm bạc huyết vũ tại người thường không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống, bao phủ nửa cái Giang Đô Thành. Dùng mệnh dịch số, hạ đẳng thủ đoạn, ta từ lúc trăm năm trước cũng không cần. Thanh ngư tuy nhiên trong miệng khinh miệt, nhưng là hành động lại là không chậm tử kê, địch, tan, hàng nói, tước bảy đạo kết ấn trận thông dông sáng lên, giống như bảy khỏa lóe sáng tinh thần. Trước kia xâm chiếm nửa cái gian đô thành, dần dần khuếch tán đến toàn thành huyết vụ, tại bảy đạo tinh thần quan huy chiếu rọi phía dưới, giống như dưới ánh mặt trời tuyết trắng đồng dạng, tan rã trôi qua. Nhưng là tự tại tinh thần quan huy sắp đem tất cả huyết vụ tiêu diệt hầu như không còn lúc, một đạo nồng đậm to lớn huyết quan giống như thiên trụ đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, hướng về quan tinh đài trên bảy đạo kết ấn trận oanh. Quyết quan đến thế gian, giống như biển máu đồng dạng phát ra soạt xoạt soạt nước tiếng sóng, đem trọn cái trong đêm tối bắt đầu tinh viện bao phủ trong đó. Đặt mình trong đó thanh ngư lại hoàn toàn không có nghe thấy được loại đó tanh hôi máu đen vị, ngược lại có một loại di người mùi thơm ngát. Thật can đảm. Đúng lúc này, thanh ngư hét lớn, một tiếng thanh thúy vết trạng thanh, sáng chói tinh quang giống như tảng sáng chi kiếm, chém ra bao phủ bắt đầu tinh viện biển máu. Dư thế không ngừng, hướng về vô tận thiên ngoại cương khí tầng phóng lên trời. Tu la huyết hải, tên kia cũng tới sao? Phiền toái. Chém ra một đạo tinh quang kiếm phá vỡ biển máu sau, thanh ngư lại là nhíu mày, trong tay quạt xếp cũng đã trở nên rách tung toé vỡ ra phiến cốt bên trong ẩn ẩn có thể thấy được ngân bạch sắc quang mang. Cung chủ, ngươi xem chuyện này chuyện. Tóc trắng lão nhân nhìn xem thanh ngư ngẩn người, đối với vỡ vụn quạt xếp nuốt một ngụm nước bọt, có điểm chần chờ hỏi câu. Các ngươi tùy ý, nên làm như thế nào còn là làm như thế nào, ta chỉ là tới chơi đùa. Lúc này thanh ngư cũng phản ứng tới, nhếch miệng hóa thành một đạo tinh quang biến mất tại lão nhân trước mắt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương một. Đạo Nhân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Giang Đô Thành tại một đêm này động tỉnh cũng không có bừng tỉnh rất nhiều người đại đờ rui tung hoành đường Rất nhiều bình dân buổi sáng sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ là một giấc mộng Trong mộng tinh thần rơi rụng, biển máu ngập trời, thiên địa lực Mà một chút giải tình huống người lại đều không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặt Giang Đô Thành tình huống càng phát ra phức tạp Nhưng đây hết thảy cùng cơ bác dịch cũng đã không có có quan hệ gì tại buổi sáng hắn và cơ vân thanh giao tiếp xong việc vật sau, lấy cơ bế quan đem mình thoát ly đại chúng tầm mắt. Phái người cho lôi thanh lâm, nhàn hội mấy người đưa đi lời nhắn sau, cơ bác dịch tại cơ vân thanh vẽ mặt chợ mông phía dưới, đem mình phong tại trong một gian thạch thất. Đây là hắn làm cho trình phúc đặc biệt thành lập, hắn cho rằng, chỉ có tại phong bế trong thạch thất, mới có thể tính trên bế quan tu luyện. Mỗi ba ngày cho ta ăn vào ít cốc đan, chuyện còn lại không cần nhiều quản. Nhìn xem Trình Phúc sau khi ra ngoài, Cơ Bác Dịch đem cửa đá khép lại, dùng tư thế thoải mái nhất nằm tại hoa mộc trên mặt giường lớn. Mộng trung chứng đạo, yêu cầu duy nhất chính là muốn ngủ, đối với này, Cơ Bác Dịch đệ một cái yêu cầu chính là định chế cái này trương nhìn về phía trên rộng rãi phi thường tinh xảo giường lớn. Người không thể đủ rồi bạc đãi mình, dù sao tài liệu chỉ là bình thường thực mộc, tinh mỹ điêu khắc có lẽ là đáng giá nhất. Nhưng đối với tài Cơ Bác Dịch mà nói, có thể dùng tiền giải quyết này tự không là vấn đề suy nghĩ tung bay trong lúc đó nhắm mắt lại cơ bác dịch không có phát hiện trên trán kim sắc quang hoa lóng lánh trong thạch thất mơ hồ có thể nghe từng đợt tiếng tụng kinh thần bí văn tự trống rỗng xuất hiện giống như nồng nọc phi lông vậy phạn văn bao phủ cơ bác dịch giống như bông tuyết đồng dạng rơi xuống sáp nhập vào trong thân thể của hắn trang nghiêm túc một bên trong cơ bác dịch bắt đầu rồi của mình lần đầu tiên chủ động chuyển sinh lúc trước đang cười ngạo thế giới chuyển sinh, bởi vì chưa quen thuộc, là phân cách thành hai lần tiến hành, có thể nói là chỉ hoàn thành một nửa. Truyền thuyết a di Đà Phật một ý niệm lịch ba nghìn luân hồi, cơ bác dịch muốn đến loại đó trình độ kém không phải bình thường xa. Tụng kinh, phản văn, giữa kim quan, cơ bác dịch ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, lại một lần nữa bắt đầu rồi từ đầu nhân sinh. Mộng trung chứng đạo, một lần tu luyện chia làm ba bước đột nhiên, đi vào giấc mộng, chân ngã, siêu thoát. Trải qua cái này ba lượt cảnh giới sau, chính là một lần đầy đủ luân hồi chuyển sinh, đây cũng là trải qua một lần chuyển sinh sau, cơ bác dịch lĩnh ngộ đạo lý. Trong thức hải kim sắc Phật đã từng bước một dẫn đạo hắn, làm cho hắn theo thích nghi nhất thế giới lần lượt chuyển sinh siêu thoát. Cuối cùng nhất niệm gian mộng du ba nghìn đại thế giới, ngưng tụ đại pháp lực, đại trí tuệ, đại cảnh giới. Hốt khoảng bên trong, một đứa con nít sinh ra tại một cái hào cường nhà đại phú lão gia đứa bé này tên gì hảo đâu thanh hư đạo trưởng không phải cho đứa nhỏ này chiếm một quẻ ư phong trạch trung phu thành tín lập thân hy vọng hắn từ nay về sau có thể thủ vững công chính chi đạo huynh đệ trong lúc đó thành khẩn đối đãi đã kêu trung phu a à. một cái ôn nhu hồn hậu thanh âm vang lên đi vào giấc mộng trung che mắt tất cả trí nhớ cơ bác dịch như cùng một cái mới ra sinh hài tử oa oa khóc lớn làm cho cha mẹ của mình chấn động bắt tống những năm cuối, tống huy tông triệu các đăng vị, tại vị trong lúc, giang thần Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Bang, ngạn đẳng cầm giữ triều chính, trắng trợn vơ vét dân tài, vô cùng xa xỉ, hoang dâm vô độ, thành lập chuyên cung hoàng thất hưởng dụng vật phẩm chế tạo cục, lại bốn phía vơ vét kỳ hoa dị thạch, dùng thuyền vận đến mở ra, dùng kiến tạo kéo dài phúc cung cùng cấn nhạc. Bất quá hắn lại thờ phụng đạo giáo, cũng thiết đạo quan 26 giai, chia đạo sĩ bổng lộc. Nhưng đây hết thảy lại làm cho to như vậy tống triều gia tốc hủy diệt, đầu tiên là phương tịch, tống giang khởi nghĩa, thật vất vả dẹp loạn sau, hung rất kim nhân công tống, đông, tây hai đường quân quy mô xuôi nam. Tống huy tông bả hy vọng đặt ở đạo sĩ quách kinh trên người, vọng dùng, lục giáp pháp, phá địch, nhưng thần binh đại bại, kim chia ra tứ đường thừa cơ công vào trong thành, công chiếm biện kinh. Phá thành sau, kim đế đem huy, khâm nhị đế, tính cả hậu phi, tôn thất, trăm quan mấy ngàn người, cùng với giáo phường vui mừng công, tài nghệ công tượng, pháp giá, nghi thức, quan phục, lễ khí, thiên văn dụng cụ, trân bảo đồ chơi, hoàng gia tàn thư, thiên hạ châu phủ địa đồ đời áp tải phương Bắc, biện kinh trung công và tư tích xúc bị bắt lướt không còn, bắt tống diệt vong trấn tiên. Bởi vậy sự phát sinh ở tỉnh Khang trong năm, sự xưng tỉnh Khang chi biến. Tự tại tình huống như vậy phía dưới, thiên hạ các nơi chí sĩ đầy lòng nhân ái rộng tán gia tài, tổ nghĩa quân, kháng kim binh. Cơ bác dịch hay là tại loại này núi sông nghiền nát trong hoàn cảnh phát triển, lúc này đây do vì đầy đủ chuyển sinh, cho nên hắn đi vào giấc mộng sâu đậm. Đến hắn trưởng thành đi quan lễ lúc vẫn không có tìm về chân ngã. Tam nhi a, à, nay ngày sau ngươi chính là cái đại nhân, không cần phải lại làm cho cha mẹ quan tâm. Cơ bác dịch ngồi chồng hổng tại đại đường trước, trầm ổn nhìn xem phía trước mặt và nua phụ thân tự tay cho hắn đội bố quan. Thỉnh phụ thân ban thưởng chữ. Mang quan sau, tự tỏ vẻ trước trưởng thành, theo đứa nhỏ tinh nghịch nhanh nhẹn cơ bác dịch tại thời khắc này phản phất thành thục đứng lên, làm cho cha mẹ của hắn đã cao hứng lại ảm đạm. Thanh hư đạo trưởng, ngươi đã là tiểu nhi lão sư, tên Trung Phu cũng là ngươi lấy được, tự thì có ngươi tới đi. Bên cạnh một vị tiên phong đạo cốt gầy đạo nhân sau khi nghe, cũng không trì hoãn, mỉm cười, lại sách lên một cái khác chủ đề. Trung Phu A, à, ngươi ta mặc dù có thầy trò chi thực, lại còn không có đi thầy trò chi lễ, trước kia ngươi còn không có đi quan lễ, ngươi không muốn, bần đạo cũng không nhiều lời. Lần này đang tại cha mẹ ngươi trước mặt, hỏi lại một lần, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nghe đến đó, ngươi ở chỗ này phản ứng không đồng nhất, cờ bác dịch chân mày hơi nhíu lại, không tình nguyện vẽ rõ ràng. Bất quá ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua, lại phát hiện cha mẹ trên mặt tràn đầy chờ mong. Cái này niên đại, đạo sĩ địa vị cực cao, tuy nhiên vương gia cũng là giai cấp địa chủ, nhưng trong một hoàn cảnh phía dưới, ai cũng không dám cam đoan mình có thể đủ rồi an an ổn ổn sống cả đời. Nhưng là trở thành một cái đạo sĩ sau rồi lại bất đồng, ít nhất có thể bị đắc một phương thanh tịnh. Quốc phá núi sông Toái, đại ca nhị ca đều vì nghĩa sĩ, vì giang sơn đầy đủ dân ra sinh mệnh, ta hy vọng có thể đi theo hai vị huynh trưởng cước bộ đạo trưởng ân tình ta đời này không quên, nhưng là ta không muốn cả đời cứ như vậy tử độ qua. Súc sinh, ngươi đại ca nhị ca chết rồi, chúng ta vương gia chỉ có ngươi một cái dòng độc đinh, ngươi chẳng lẽ cần phải để cho ta tức chết mới cam tâm ư? Nghe xong cơ bác dịch mà nói, vương thế minh hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là một bạc tai tử phiến xuống tới. Bất quá cũng đang trong quạt lúc bị một cổ nhu hòa lực đạo ngăn cách. Thế Minh Huynh, đã trung phu không muốn, ngươi cần gì phải như thế thiên ý không thể trái cũng là bần đạo vô duyên a à. gầy đạo nhân sau khi nói xong đứng dậy rời đi tiếc núi nhìn quỳ trên mặt đất cúi đầu cơ bác dịch liếc thở dài một tiếng một cái vòng tròn mặt tiểu đạo đồng thấy thế đuổi theo sát lấy cơ bác dịch ngẩng đầu ánh mắt cùng hắn chống lại thấy được lo lắng sự cái ánh mắt nhường đường đồng đi trước cơ bác dịch lưu lại thừa nhận phụ thân của trách Bất quá trong dự liệu đánh chửi cũng không có phát sinh, chỉ thấy Vương Thế Minh phản phất già nua 20 tuổi đồng dạng, hoa trầm tóc trậm rạp, trên mặt nếp nhăn phập phồng, một cổ dáng vẻ già nua từ trên người hắn phát ra. Phụ thân Lăng đi ra Cơ bác dịch lo lắng nói một câu, tự nghe được một câu hét lớn, mẫu thân cho hắn sự ánh mắt, không tình nguyện đứng dậy rời đi đại đường. Đại khái là quỳ thời gian dài điểm, đứng dậy thời điểm cảm giác đầu gối nhức mỏi, lão đảo ngã xuống đất mẫu thân lo lắng muốn dìu hắn, lại bị Vương Thế Minh ngăn lại. Trong nội tâm nảy sinh ác độc, dùng thanh hư giáo tâm pháp của hắn vận chuyển nội lực, giảm bớt chân đau nhất, cường ngạnh đứng lên, cuộc cường rời đi nghiêng hắn toàn bộ phương độc. Trong quá trình, một chút cũng không có xem phụ thân của mình liếc. Cơ bác dịch mới vừa đi ra đại đường, đã bị một người mặc bạch sắc xiêm y tiểu nha đầu giữ chặt, hướng về bình thường du ngoạn địa phương chạy tới. a à anh, ngươi chậm một chút ta chạy hết nổi rồi. Đi tới bên hồ dương dưới cây liễu, cơ bác dịch buông lỏng ra nữ hài tay, thở hổn hển nói ra. Thật vô dụng, ngươi vẫn còn so sánh ta đại đâu. Tiểu nha đầu hồi quá thân lai, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn tuy nhiên còn không có nảy nở, lại hãy nhìn ra tuyệt thế phong tư. Một đôi đôi mi thanh tú thật dài nhập tấn, làm cho nàng cực đẹp dung mạo dẫn theo một hồi anh khí. Sư huynh, a à anh, các ngươi đã tới vừa lúc đó mặt tròn đạo đồng chạy chạy nhảy nhót từ đàng xa chạy tới mang trên mặt vui vẻ tiếu dung bá thông a à, ta không phải cũng đã cự tuyệt bái sư ư từ nay về sau không nên gọi ta là sư huynh miễn cho đạo trưởng sau khi nghe phản cảm sư phó mới không có để ý như vậy mắt đâu nghe xong cơ bác dịch mà nói tiểu đạo đồng không có tim không có phổi vui cười trung phu ca ngươi vì cái gì không bái sư đâu cha ta nói tuy nhiên cái kia xấu lỗ mũi trâu lão đạo võ công thoáng kém một ít, nhưng là nếu như có thể đem bản lãnh của hắn học đến tay, hành tẩu giang hồ tựu không cần phải sợ. Tiểu nha đầu có chút bất mãn ý nói, hung hăng đá tiểu đạo đồng một cước. Đối với cơ bác dịch nàng không đành lòng ra tay, nhưng đối với tài tiểu đạo đồng lại là không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. À, Lâm Triều Anh, ngươi cái thối nha đầu, chỉ biết khi dễ ta, chờ ta bả sư phó, tiên thiên công, học động thủ ta nhất định phải báo thù. Tiểu đạo đồng bị một cước đạp trở mình trên mặt đất, đứng lên sau tức giận bồng bột hô. Bất quá khi hắn chứng kiến tiểu nha đầu mày nhăn lại, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn sau, thanh âm lập tức nhỏ xuống dưới, thối rút vào cơ bác dịch sau lưng. Tốt lắm, a à anh, ngươi đừng luôn khi dễ bá thông, chuyện của ta chuyện ngươi cũng đừng quản, cái này là chuyện tình của nam nhân. Nghe xong cơ bác dịch mà nói sau, tiểu nha đầu nhếch miệng, khinh thường nói, chỉ biết ngươi có thể như vậy nói nữ hài tử thì như thế nào luận công phu trong phương viên trăm dặm lại có cái nào nam hài tử là đối thủ của ta nghe xong tiểu nha đầu mà nói sau cơ bác dịch cảm giác được một hồi đau đầu từ nhỏ luyện võ tạo cho lâm triều anh vô pháp vô thiên tính cách lại thêm cái kia cái cực phẩm phụ thân làm cho kề bên này bạn cùng lứa tuổi nghe được tên của nàng bỏ chạy chạy võ công cường thịnh trở lại cũng chỉ là trăm người địch ta muốn học chính là là vạn người địch. Binh pháp thao lược, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đây mới là ta chỗ truy cầu. Một ngày nào đó, ta muốn đem Kim Nhân đuổi ra đại tống Giang Sơn. Nói tới chỗ này thời điểm, Cơ Bác Dịch vừa mới trưởng thành còn mang theo thanh sắc trâu ri trên mặt, hiện ra phá lệ thần thánh quang huy. Người tuổi trẻ, luôn không biết trời cao đất rộng, cho rằng ngoại trừ cứu vớt thiên hạ, sẽ không có cái khác đáng giá hắn đi việc làm. Một cái thân hình cao lớn Mặc một bả đầy mặt đạo sĩ tay cầm trước quạt ba tiêu, cười nhạt nói, trong nháy mắt đưa tới Cơ Bác Dịch ba người chú ý. "Gì?" Cơ Bác Dịch ba người vừa thấy được cái này đạo nhân, tất cả đều lộ ra vẻ kỳ dị, bởi vì tại đạo nhân bên hông cuốn quít lấy một chuỗi sáng loáng tiền tài, tại cạnh chân của hắn, có một con kim sắc thiềm thừ sôi nổi đi theo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2. Đi xa bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lâm triều anh nghe được đạo nhân nói như thế cơ bác dịch lập tức tựu không hài lòng đôi mi thanh tú nhíu một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như thanh như gió tiến lên trước chỉ là trong nháy mắt đã đến đạo nhân trước mặt tiểu thối hướng về hắn nhô lên mang thai đá tới ai u đá trúng lâm triều anh ngược lại là tim trước tiếng nói bị bắn đi ra tại đá trúng một khắc đó tiểu nha đầu chỉ cảm thấy đến đánh lên thẳng băng chăn bông trên, một cổ nhu hòa rồi lại cứng cỏi khí kình đem nàng đánh bay đi ra ngoài quan trường tân quý chương mới nhất. A à anh! Chứng kiến tiểu nha đầu bay ra ngoài, cơ bác dịch ngược lại là sốt ruột. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, cảm tình so với thân huynh mùi cũng không kém cỏi. Tiêu trong lúc cấp bách, trong ốc hiện ra nào đó vận khí pháp môn. Sông trưởng giống như nước gần đồng dạng lưu chuyển rung rung, một tầng nhu thủy tầm ti đồng dạng dày đặc khí kình thoát trưởng ra, đem lâm triều anh tiếp xuống tới. Gì? Thấy như vậy một màn đạo nhân ngạc nhiên lên tiếng, cơ bác dịch dùng một bộ này trưởng pháp nhu hòa thanh tịnh, rất tròn vô cực, rõ ràng là đạo gia thượng thừa công phu. Nhưng hắn vẫn chưa từng có gặp qua, dựa vào địa vị của hắn, không biết đạo gia công phu thật sự chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khó trách thanh hư lão nhân nói cái gì cũng muốn đưa hắn thu làm môn hạ, Kẻ này trời sinh tuệ căn, trẻ sơ sinh đạo tâm. Nhập ta đạo môn, tương lai thành tựu chỉ sợ không kém hơn thuần dương tổ sư. Nghĩ tới đây, đạo nhân nguyên bản tự mặc một bả đầy mặt gò má nổi lên trận trận đỏ mặt, trong nội tâm đã nghĩ nhận lấy cơ bác dịch. Lúc này, nhìn trong lòng thì hiện ra thanh hư gầy khuôn mặt, một hồi tiếc hận. Hắn dạo chơi thiên hạ, hôm nay ngẫu nhiên lại tới đây tìm hiểu hữu, lại phát hiện thanh hư khuôn mặt u sầu mặt mũi tràn đầy vừa hỏi phía dưới, mới biết có một tuyệt thế đạo tài, cũng không nguyện nhập đạo. Tò mò, dọc theo thanh hư chỉ thị, đi theo đạo đồng đến nơi này, nghe được cơ bác dịch ngôn ngữ, lập tức chính là khẽ dừng chăm chọc. Thiên hạ hôm nay, đại tống cũng đã thối nát đến rễ lý, tiểu tử này lại còn muốn trước cứu vớt thiên hạ, cứu bảo vệ xã tắc. Như thế không biết trời cao đất rộng, tự nhiên làm cho hắn cái này nhìn thấu hết thảy người ngoài cuộc không mừng có thể chuyện kế tiếp lại là một hồi kinh dị, hắn nguyên bản chỉ là muốn muốn giáo huấn thoáng cái tiểu nha đầu, dùng tiên thiên khí kình đem nàng bắn ra, bay ra một khoảng cách sau, khí kình sẽ tự nhiên làm cho nàng rơi xuống đất. Ai biết cơ bác dịch cái này vừa mới trưởng thành tiểu tử dùng ra một bộ thượng thừa đạo gia trưởng pháp, hơn nữa nhìn hắn dùng tư thế, hành vân lưu thủy, thanh tịnh hư vô. Trằng trọc tung bay trong lúc đó, khí kình không có một tia một hào tiết lộ, rõ ràng là cũng đã được một bộ này miên trưởng chân lý. Như thế tư chất, lập tức làm cho hắn mừng rỡ đứng lên, nghĩ hắn nửa đời dạo chơi, cũng đã nhìn thấu hết thảy, lại duy chỉ có không có một người nào, không có một cái nào truyền nhân. Bây giờ hắn đại thọ gần, chứng kiến cơ bác dịch cái này tuyệt thế đạo tài, lập tức chính là hai mắt sáng lên. Nếu không xem chừng thanh hư cái kia lão nhân cũng giống như mình cũng không có bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ sợ lập tức chính là dùng sức thủ đoạn, làm cho cơ bác dịch bái mình vi sư. Ai nha, sư huynh, ta nhớ ra rồi, đây là lưu sư thúc, là cùng sư phó một cái bối phận tiền bối. Lúc này, tiểu đạo đồng vỗ đầu một cái, nhớ tới trước mắt mặt một bả đầy mặt đạo nhân là ai. Lúc ấy hắn nhìn thấy cái này đạo nhân lúc, bên người cũng không có kim thiềm, lúc này đây hắn xuất hiện, vàng trực thiềm thừa đưa bọn họ mọi ánh mắt đều hấp dẫn, lại thêm lâm triệu anh ra tay rất nhanh, nhưng đường đồng phản ứng không kịp nữa nguyên lai là lưu sư thúc cơ bác dịch nghe xong đạo đồng mà nói sau lập tức cung kính hành lễ bất quá trên trán lại là có không phục thần sắc thiếu niên tâm tính đối vu đạo nhân phê bình lý tưởng của mình hắn như thế nào cũng không có khả năng dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi thấy vậy đạo nhân lại là càng cao hứng không mất lễ tiết rồi lại có chủ kiến của mình đối với cơ bác dịch là càng ngày yêu mến nên là đệ tử của ta a à ta xem cái này tiểu đạo đồng cũng là căn cốt bất phàm, thanh hư có một truyền nhân là đủ rồi, tiểu tử này lão đạo ta liền cố mà làm thu a. À. Nghĩ tới đây, đạo nhân một cái cất bước ngồi ở dương dưới cây liễu trên mặt ghế đá, thoải mái nhàn nhã đông đưa trong tay quạt ba tiêu, bên chân kim thiềm đi theo hắn chạy chạy nhảy nhót. Người thiếu niên, ta mới vừa nói mà nói ngươi có phải hay không không phục lắm. Hồi sư thúc, đích thật là. Cơ bác dịch không có bất kỳ che giấu, Tuy nhiên hắn từ nhỏ tiếp nhận nho gia giáo dục, nhưng là tống triều thời điểm nho học còn không có phát triển đến minh thanh thời kỳ biến thái trình độ. Tại này núi sông nghiền nát đặc thù giai đoạn, nho học chú ý chính là khí tiết Trung Hoa đệ tứ đế quốc TXT Đao Loa. Hảo, đã như vậy, như vậy ta liền đến kiểm tra kiểm tra ngươi, nếu như ngươi có thể đáp được, lão đạo ta liền hướng ngươi xin lỗi, nếu như đáp không được, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi dạo chơi thiên hạ, thẳng đến học thức của ngươi siêu việt lão đạo sau sẽ rời đi đạo nhân sau khi nói xong, cơ bác dịch sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, tiểu đạo đồng ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng mà kéo hạ sim y, lắc đầu ý bảo không cần phải. Nhưng hắn là tại trong đạo quan chứng kiến thanh hư bị đạo nhân há miệng nói thẹn quá hóa giận. Hư, lỗ mũi trâu lão đạo ngươi cũng tuổi không nhỏ, như thế nào còn gạt chúng ta những hài tử này, ngươi tùy tiện ra từng đạo gia trong điển tịch, chúng ta tự đáp không được vừa mới ăn buồn bực thiệt thòi lâm triều anh quệt mồm ba mở miệng chống đối lúc này đạo nhân mới đưa lực chú ý tập trung đến tiểu nha trên đầu người cái này xem xét phía dưới trong nháy mắt phát hiện khác thường kỳ tai quái vậy như thế nào tại này nho nhỏ đại ngụy trong thôn tự ra hai cái lương tài mỹ ngọc lão đạo ta đi khắp thiên hạ đều không có tìm được cùng ta tâm ý đệ tử tại nơi này rõ ràng thoáng cái tự gặp hai cái bán Đạo nhân mặc một bả đầy mặt trên mặt khó được lộ ra nghiêm túc thần sắc, không tay trái véo chỉ tính toán, sử dụng đạo nhân hành tẩu thiên hạ chuẩn bị tướng thuật. Tú ngoại tuệ trung, tiên cơ ngọc cốt, lớn lên sau hẳn là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đáng tiếc a, à, đôi mi thanh tú nhập tấn, sát khí quá nặng, tương lai con đường có một phen nhấp nhô a. À. Nhìn nhìn lâm triều anh sau, đạo nhân tiếc hận thần sắc lóe lên rồi biến mất, tại hắn xem ra cơ bác dịch mới là thích hợp nhất đệ tử của hắn. Mệnh cách thanh kỳ, khuôn mặt tuấn nhã, cái trán thiên linh phía trên đạo ý dạt dào. Tuy nhiên nửa đời trước nhất định có một phen ngăn trở, tương lai thành tựu lại là bất khả hạn lượng. Bọn họ đạo môn trung rất ít người có loại đó tại nửa đời trước tựu ánh sáng thế gian đệ tử, một ít trong truyền thuyết đạo tổ tiên nhân trên cơ bản đều là thay đổi giữa chừng, đại tài trưởng thành trễ. Như Lâm Triều Anh như vậy tuyệt thế Mỹ Ngọc, có lẽ tại tài trí võ học phương diện muốn còn hơn cơ bác dịch một bậc, nhưng lại nhân quả cút mắt, nhất định cả đời nhìn không ra hồng trần. Ngược lại là cơ bác dịch, tại nửa đời chìm nổi sau, dễ dàng hiểu được vô căn cứ, chặt đứt tục duyên. Hắc hắc, đã tiểu nha đầu ngươi nói như vậy, lão đạo ta liền chỉ hỏi về trị quốc bình thiên hạ, kháng kim thu hà sơn phương diện này vấn đề, nếu như tiểu tử này có thể đáp được đi lên, lão đạo ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện coi như là muốn làm nay hoàng đế đầu người lão đạo ta cũng vậy cho ngươi hái xuống. Nghe xong đạo nhân những lời này sau, cơ bác dịch ba người đều nuốt một ngụm nước bọt, giúp nhau nhìn xem, hơi chút lui về phía sau vài bước, mà ngay cả lâm triệu anh cái này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu đều đối đạo nhân sinh ra một tia sợ hãi. Đạo trưởng, trong nhà của ta còn có việc, đi trước. Đạo nhân sao biết, nguyên bản chỉ là vì khoe khoang mình bổn sự một câu, trực tiếp liền đem cơ bác dịch ba người dọa đi chứng kiến ba người xoay người chạy trốn đạo nhân ngay ra một lúc sau đó hận không thể phiến miệng của mình nhưng phản ứng lại là không chậm rộng tròn thân hình trong người khí kình phía dưới một bước gian lướt qua ba người đỉnh đầu đưa bọn họ ngăn lại lưu sư thúc vấn đề của ngươi ta trả lời không được ngươi để lại ta a à. trong ba người đạo nhân nhận thức chuẩn cơ bác dịch một bả đem hắn chế trụ đưa hắn trảo trở về dương dưới cây liễu. Chứng kiến cơ bác dịch bị nắm, Lâm Triều Anh cùng tiểu đạo đồng đều ngừng lại, liếc nhau, vô nại đi trở về. Tiểu tử, lão đạo ta cả đời tu đạo, bây giờ thọ nguyên gần, muốn tìm một người đệ tử, ngươi cùng ta có duyên, có thể nguyện bái ta làm thầy. Lúc này, đạo nhân cũng không giấu giếm ý đồ của mình. Trực tiếp đối với cơ bác dịch nói ý nghĩ của mình mộng tỉnh tam quốc TXT Đao Loa. Sư Thúc, ngươi cũng biết, ta vừa mới cự tuyệt thanh hư đạo trưởng chí không tại này tuy nhiên rất là sợ hãi nhưng là cơ bác dịch vẫn kiên trì bản tâm của mình nguyên bản hắn dùng vi đạo nhân hội bức bách hắn sao biết nghe xong lời của hắn sau đạo nhân thở dài một tiếng nhẹ nhàng mà buông hắn ra ai thời cơ chưa tới a à? một tiếng đần độn sau đạo nhân có chút chán ngán thất vọng một chưởng vỗ vào bên người dương trên cây liễu sau đó đứng dậy lung la lung lay rời đi tại cạnh chân của hắn, kim sắc thiềm thừ trước sau như một chạy chạy nhảy nhót, tại dương quan chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy. Đạo huynh ngươi cần gì phải như thế đâu, bần đạo khi hắn 7 tuổi thời điểm dạo chơi đến vậy, sau đó ở chỗ này 13 năm, tiểu tử này đều không có đáp ứng bái ta làm thầy. Rơi vào đường cùng, mới nhận bá thông người đệ tử này, miễn cho đạo của mình thống thất truyền. Tại đạo nhân đi ra một dặm địa sau, thanh hư đạo trưởng gầy thân ảnh sừng sững tại ven đường, Giống như chỉ trích lại như giải thích nói cái đạo kia đồng trẻ sơ sinh tính trẻ con cũng là hiếm có truyền nhân lỗ mũi trâu ngươi còn không hài lòng nhìn thấy thanh hư đạo nhân có chút tức giận nói vừa rồi nếu không thanh hư hiện thân hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cơ bác dịch không muốn cho hắn bái sư không thể đạo huynh mắng ta lỗ mũi trâu chẳng lẽ không phải chữ mình ư thật sự là kỳ tai quái tai thiên hạ còn có mắng người của mình ngươi câm miệng lão đạo ta tâm tình không tốt đi uống vài hồ lô tửu ngươi tới hay không cùng đi cùng đi bần đạo đánh cờ không thắng được ngươi đang uống rượu trên cần phải bàn hồi một ván bên kia cơ bác dịch ba người nhìn thấy đạo nhân sau khi rời khỏi cũng đều tự tách ra về nhà đi quan lễ sau cơ bác dịch trong nhà đã có càng nhiều quyền lợi hơn nữa tại vùng này còn có một truyền thống thì phải là sau trưởng thành nhất định phải đi ra ngoài đi xa hai năm đại gia tộc đệ tử không có khả năng cả đời ổ tại trong địa bàn của mình cố thủ quy tắc có sẵn sau trưởng thành đi xa là bọn hắn nhân sinh phát triển trung trọng yếu nhất một đoạn đường đi cho dù là cha mẹ của hắn không nguyện ý tại cơ bác dịch mãnh liệt ý nguyện phía dưới cũng chỉ có cho đi phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm mỗi tháng ta đều ký tính trở về hơn nữa công phu của ta không kém vậy kẻ xấu đều không phải là đối thủ của ta Tại cùng cha mẹ cáo biệt sau, cơ bác dịch đi tới ngày hôm qua gặp được đạo nhân bên cạnh bờ, phát hiện một cái bạch sắc bóng hình xinh đẹp ngơ ngác đứng ở dương dưới cây liễu. a à anh, làm sao ngươi? Tự tại cơ bác dịch nói lời này thời điểm, đột nhiên sắc mặt kinh hải nói không ra lời. Đi đến chỗ gần, hắn mới phát hiện, ngày hôm qua còn là cành lá tươi tốt dương liễu cây cũng đã trụi lũi chỉ còn lại có dài nhỏ thân cành. Ngàn vạn xanh tươi mảnh lá toàn bộ rơi xuống mặt đất, giống như có một cổ vô hình lực đạo đem bọn chúng trói buộc tại một cái vòng tròn trong. Là hắn một chưởng kia. Cơ Bác dịch nhớ tới đạo nhân trước khi đi hành vi, trong nội tâm nổi lên một tia sợ hãi. TS. Tiến nhập kiểm tra chu sau, học tập thời gian chiếm cứ đại bộ phận, đoạn càng thật sự là thật có lỗi, bất quá quyển sách này hội viết xuống đi, thẳng đến hết bản. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.